Rồi rút ra, rút máy ra, tắt khóa điện đi. Được chưa? Rút rác ra. Anh cập nhật cái là xong, cắm này vào. Lỗ dưới. Đúng rồi. Để in trên máy đó. Làm gì giờ lỡ mua gì không có máy tính gì hả? Máy tính có anh ở đây, giờ cập nhật cái bản mới nhất là xong, chứ cần gì nữa. Hiểu chưa? Là cập nhật bản mới vô. Thì anh với em sát nhau quá, còn gì nữa. Có xa xôi đâu. Rồi để đi mới, nó chạy. Anh em chia sẻ mạnh nhá. Tối nay mình like cho anh em con xe này phân tích dữ liệu nhá. Giờ đang bán con sờ mất tun cho thằng em trai cái. Chia sẻ nha anh em nhá. Tối nay mình chia sẻ con xe SH cho anh em. Để lần sau mà gặp con SH này thì anh em biết cách xử lý này. Được chưa? Đó. Sau này chúng ta sẽ phân tích dữ liệu thì anh em sẽ biết. Nha, khách hàng mang vào ở tình trạng nào anh em lỡ biết. Mình đang giao cái máy này cho em trai này chúc. Trai này cầm tiền quá trời nhiều đây này. Rồi, anh em thấy không? Làm cái bảng con EG luôn 18.800.000. Hỗ trợ trục trặc thì ghé lại đây. Đang nạp lại cho cái file phần mềm mới chúc. Chia sẻ cho thầy nhá. Tí nữa chia sẻ đủ 100 người review cho anh em con SH này đang có vấn đề. Đây SH. Trong lúc chờ lấy con này. Kiểu bảo hành ok, cái ghi cho cái là xong. Hết bản rẻ rồi, còn bản cao cấp không à? Bản rẻ hết rồi. Lấy. Lấy luôn nha. Hả? À. Cứ tổng mình phí tính hết vô với con về được. Rồi. Nhưng mà hôm bữa là nhỏ nó kêu okay, là thay cái vỏ Thái luôn cho đẹp, còn thay luôn đi. À muốn lên Thái à? Làm sao mà đẹp được. Vậy lên Thái thì tốn tiền lắm á, thay cái đầu đèn, cái pha đèn nữa. Thái nhiều. Hả? Ông tính hết tôi nhiều. Áo Thái à, áo xịn à, áo Thái xịn gần bận hả? Rồi để gọi để báo cho. Mai báo. Tiền thì kiếm nhanh, ngày kiếm đủ đặt áo chứ. Thôi cứ làm một tốt là được nghe, miễn sao nó đi. Đồ Thái mà. Ok ok. Chia sẻ anh em nhé, cuối tháng 12 này có khóa học đặc biệt cho anh em nhé. Anh em nào chuẩn bị đăng ký thì chúng ta chuẩn bị vào vấn đề. Cái này remap một giờ. Remap. Cứ phải đọc đã chậm chậm chút, rồi muốn map nào thì chơi map đó. Mai mình làm cái bàn cái tủ mình để vào kéo xe là mình chơi vì map hết. Winner Sonic, winner là vào Kenhin đúng không? ACG đúng rồi. Future Way RSX Sa Chia Sonic. Có nào khó quá lên đây nửa tiếng nữa, vợt nữa nếu cảm thấy chưa thông. Rồi để cập nhật cái này cả. Cho lên cái bản mới chút. Đúng rồi, tắt đây. Trong lúc mà đang cập nhật cái này thì bật lên coi thông số. Không biết thì hỏi anh. Đấy, tập trung vào đấy. Động cơ, có khi nào làm sờ mất cây ở bên dưới. Sờ mất cây có nào lên đây bổ sung cho chút. Đấy, nó chỉ có đọc, xóa lỗi, reset. Đọc. Ừ.
Rồi cái này xong rồi nè, lấy cái này đi nè. Rút rút ra luôn. Rồi cần. Rồi. Múc. Cũng vô. Liện đi chứ, mai lên đây anh em cà phê chia sẻ anh em ơi. Tí nó chia sẻ cho con em hắc này này. Nó chia sẻ cái này anh em vừa xem vừa chia sẻ, nó tới 100 người là đẹp. Đúng không cả nhà? Chia sẻ lên đủ 100 người là đẹp. Remark đi, remark đi. Đó là remark cả đó. Đó là. Bản rẻ giờ hết rồi, bản rẻ phải chờ ngày mai. Giờ xách máy rồi còn toàn cái bản cao cấp không. Ui giời, tiền rớt cái này. Túi nó nồng quá. Nhưng mà remark đây là mình muốn dìa được cái là bấm cái này nó mắc gốc, mắc bắp. Jean nó khác phụ nữ là không về jean được, và cái này nó sẽ về jean được. Là muốn về jean là mình về jean được. Ừ, muốn về jean lại, về jean lại lượng kẹo tiếp. Cho cái file mới vào trong đó luôn, mới nhất. Ôi giời, ok liền. Tít tít. Nhá. Tít 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 tít. Xin chào anh Moto Tuấn Thảo nhá. Vừa rồi ăn lấy gì em quên chưa ship cho anh, chia sẻ đi cả nhà ơi. Chia sẻ đủ 100 người mình chỉ cho anh em cái ban này phát nó phê. Chia sẻ đi, tí chia sẻ cho con SH này cái phê nhá. Cập nhật luôn phần mềm mới luôn. Kìa tí Valeo kia nữa, thử thiết cả Valeo kia nữa kìa. Lead này, AB này, đấy. Này Vision này. Mở tua hết. Đây mở tua được này. Cái này mở tua là gì biết không? Kenhin. Đấy không? Ừ. Đấy còn AB đấy. Tí cắm vào. Múc hết. Mình làm thử con này. Làm thử từng con. Rồi cứ nạp thì lên chứ con gì nữa. Nhiều khi nó nhiều khi nó khác nhau mà. Nó như nhau hết. À CG mà khác cái gì. Đóng cửa lại em trai ơi. Khách nó vào, đi ra đi vào. Tiền nhiều rồi mà cứ khách vào lại đưa tiền nữa. Ghi sổ hai xe lại đi. Chắc dọn xong hai xe, ba xe chắc 10 triệu đó. Mới thằng này nó lắm tiền lắm. Khóa học này học gì? Học tất cả anh em ơi. Học nồi, học sờ mất kỳ, học kiếm tiền. Anh em nào vừa rồi đã học 3 khóa rồi, khóa này vào học tiếp cho nó thông. Anh em nào chưa học thì đăng ký nhá. Khóa này đảm bảo là cực phê đấy. Tít tít này là nó bảo chuẩn bị lấy tiền. Đang nạp. Chia sẻ anh em đủ 100 người, anh hack được ngay đối diện anh em này. Con này là nó làm được bao nhiêu dòng gì? Tất. Hết. Ờ. Mới làm khóa thông minh. Làm cái ổ khóa thông minh. Đúng rồi. Là ví dụ như xi mắc chìa khóa. Đúng rồi, nó làm luôn. Là mình lấy cái dữ liệu đó là. Đúng rồi. Cái dữ liệu đi kích cái. Cắt chìa này làm gì có chìa. Lên đây bán cho cái remote. Về nhà chép vào là xong. Cái remote ở đâu nhỉ? Đấy, đưa chùm remote đấy. Đó, nó bằng cái khiển đây. Chưa học khóa mô thì kiếm tiền tiếp. Xin chào anh Vĩ Cường nhá. Xin chào anh Nguyễn Hoàng nhá. Khóa học này nó mang lại cho anh em thú vị đấy. Chi tiết chi ly từng cái ôn lại về FI nồi rồi sờ mất kỳ kiếm tiền. Như bây giờ thì hiện tại là con này là cao cấp nhất đấy. Đúng rồi. Như không thường là em đang làm con đây là con khác. Em làm con này rồi. Có cái con gì mà cũng gì. Can hả?
motor cam thì rẻ hơn, nó không remap được, không mở tua được, nó rẻ hơn. Remap mở tua nên nó là như làm gì không, nó hơn nhau là remap mở tua, mở chạy cho nó phê đấy, chạy cho nói chung là nhanh lên, nhanh lên km, nhanh tới nhà, đọc lỗi xóa lỗi không nói, máy nào làm cũng được, đọc lỗi xóa lỗi không nói. Bên có chi nào có hệ thống công trình điện tử là làm được, xe nào cũng làm được hết. Hả? Xe Trung Quốc là mang đốt, xe Trung Quốc thì đừng có hỏi em, bởi vì nó là FI. Ừ. Còn xe kia lấy đâu mà kết nối vào được? Còn nó có cái là 9.8 triệu, 8.5 triệu cũng có. Giờ của anh em muốn lấy cái này, cái máy nào cảm thấy là chất lượng, là bán nữa, cái, nói thiệt trước khi nó mua chúng mày cũng hướng dẫn nó cách sử dụng chút. Ok. Cho nên nó biết được các dòng gì. Thì bán phải hướng dẫn, chứ bán mà không hướng dẫn thì ừ, làm sao mà biết được anh? Vít, đúng rồi. Có gì cứ hỏi. Lúc nào rảnh cứ lên đây giao lưu nửa tiếng, tiếng chỉ hết. Mua máy là phải hướng dẫn rồi chứ. Em còn hướng dẫn tất cả anh em trên mạng cơ mà. Thế thì nó có bảo hành không? Bảo hành 1 năm. Thời gian nó bao lâu, nghĩa là mình có làm dữ liệu. Làm dữ liệu hay không, rồi có phần mềm sẽ là em báo lên đây làm được miễn phí. Ví dụ như là cái này bây giờ là bản mới nhất. Chứ dụng thời gian lâu lâu tùy theo trường hợp xe mới ra tiếp. Cái đây xem là mình tách kho điện ra. Đúng rồi, làm theo nó. Là cái đây mình cần nổ máy lên đúng không? Ờ ok, nổ máy. Hết bình rồi, hết bình rồi. Yếu bình rồi. Từ bấy giờ để remap nhiều quá hết bình luôn. Rút ra cắm sạc là nó lổ ha. Đi mẹ rút máy ra luôn. Để máy ra luôn. Mẹ bán mấy con máy, nhiều mới ship một đống máy. Anh chỉ thôi, anh chỉ thôi chứ tài liệu anh chưa đi. Được không? Anh chỉ không có thông số chuẩn. Còn thích nữa anh tặng cho nhóm học online để vào học. Thấy chưa? Đấy, mấy bộ tài liệu tí cầm về. Hết phép. Cái thông số chứng của nó ấy. Chứng của từng dòng xe khác nhau rồi. Hả? Dùng nước đi ngập nước bị ngập ra đâu. Vệ sinh. Cái máy sợ thủ công. Xóa lỗi thủ công thì không lấy được tiền. Cắm sợi dây vào mồm đến 1, 2, 3 khát bảo mày làm gì ấy, cài mình. Hả? Nó phải bấm tít tít đi mày lấy được tiền nó. Chứ mày bảo mẹ mày vào mày cắm sợi dây, mày giật sợi dây ra mày lấy tiền làm sao mà phê. Đề đi em. Để thử ấy, không được thì tắt tí tiếp. Rồi, phân tích. Nha. Chia sẻ anh em ơi, đủ 100 người mình chơi với nhau cái nhá.
15 phút rồi. Cho 20 phút đi. Thì cái xe này là thông số đây là chuẩn giờ. Chuẩn, không cần chỉnh. Lấy điện thoại lưu lại. Chờ nhiệt độ trên 60 độ C rồi phân tích bao nhiêu độ rồi. Muốn bắn mua ve là mua con nữa là bắn mua. Đúng rồi. Bấm qua hôm qua à? Tay em có vấn đề chứ. Cắm rồi nó không nhảy. Tay em có vấn đề. Vậy em phải xem lại đôi tay của mình. Nó hơn nhau ở đôi tay em. Đôi tay nó có vàng hay không? Nhiệt độ bao nhiêu rồi? Cho 60 độ C. Lấy điện thoại quay lại thông số này là chuẩn. Còn anh em gần ở đây gặp nhau dài dài. Nổ ga ti nó mới nhanh nóng hơn chứ. Đúng không? Kéo ga lên thì nó rất nóng, lâu nóng bởi vì vòng tua máy lớn, quạt quay nhanh. Bao nhiêu độ? 60 rồi. Rồi bắt đầu đi tìm ẩn số. Quay lại một cái. Anh em mình gần ở đây mẹ có 15 phút gặp nhau. Trên 60 độ mới phân tích nhờ. Đấy. Nhà có xe ga nào không? Đợi đệ tử á hả? Về mở tour luôn. Đọc được hết cái dãy số đó chưa? Đọc cho mày hết dãy số đó chưa? Cái này là vòng tua máy. Nó phải là được 1600, 1700. Đúng không? Nhỏ quá không được, lớn quá không được. Tháo ra vệ sinh van Galati. Thời gian phun này là ok này. À, góc đánh lửa. Rồi gấp bấm ga. Đúng rồi, nó mà mở lên nó sẽ bị hòa. Cái đó là điện áp trong miếng tơ bơi. Là điện áp của bấm ga đấy. Nhà. Yeah. 26 ohm này. Hả? Cái đây là 126 MU là ohm mà. MU là ohm đâu? Millivolt chứ. Đó, millivolt. Millivolt, 1000 mili sẽ là 1 volt. Được chưa? Ở dưới là cảm biến map. Đúng rồi, áp suất khí nạp. Đúng rồi, oxy là 0.1 cho tới 900 dao động. Thấy chưa? Dòng xe hôm nay là 0.1 tới 900. Đúng rồi, xe nào cũng vậy. Có ưu nhiên liệu là SM. Đúng không? Ừ, đúng rồi. Nói cái đây mình tính được ESM hình tính được không? Không được. Ừ. Cái hao xăng nhà cũng được rồi. Hao xăng kiểm tra kim phun nhé. Buji lọc gió nồi yếu, chạy không nổi. Mình phải tư vấn như, làm nồi. Nhưng mà tầm âm 12 là tối ưu tốt á. Âm 12 ở đây là nó hơi bị thừa. Đúng không? Nó đang giảm bớt phun nhiên liệu. Đúng không? Mai mốt thì vào trong nhóm hoặc là lên đây em sẽ chỉ sâu hơn một chút. Hiểu không? Còn ví dụ ấy, nó là -1, -2, -3, -4 hoặc là cộng thì đó là nhẹ. Còn cái này nó đang giảm khoảng 12%. Nó xe này nó đang hơi bị hao, đi xe đang ngắt mất. Kéo ngắn lại. Hiểu không? Cho nó bớt hao. Thấy chưa? Cái này là ECM nó điều chỉnh được. Hiểu chưa? Ừ. Qua trang. Tốt không? Đó. Ừ. Nó quá 15V là đai. Thấy chưa? Còn cái kia là IACV gọi là con motor bước ấy.
con giống xe lít AB SCR ấy. Đúng không? Con nó quay 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 thì đúng rồi, con quay 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 đấy. Cái con mà quay tít thò lò ấy. Đúng rồi, quay quay hư thì lên lại gặp anh. Cái ba vừa rồi về kiếm bao nhiêu? Vài xị. Thơm. Anh lấy 200 về nhà lấy cái tiền kia bao nhiêu? Có bảo oxy không? Lấy nhiêu? 100 ngàn. Lời được 100 ngàn hả? Lấy 300 hả? Lấy ít thế. Rồi nhiệt độ động cơ. Hiểu không? Đúng rồi. Nó quá 120 là không được nha. Để kiểm tra lại hệ thống nước, cảm biến nhiệt. Rồi map bên kia có rồi, bên này nó lại có tiếp để cho mình khỏi cần qua trang. Rồi xe mang vào mà khởi động không được, đề không được ấy, kiểm tra chống phụ. Đề không được mà, kiểm tra chống phụ. Rồi kiểm tra trạng thái nút đề. Nó không on off là bị chuột cắn chân trống. Chân trống on off rồi thì kiểm tra trạng thái nút đề. SCC là cổng tay lai đang kết nối kìa. Đúng không? Đèn min không có lỗi đang off nè. Km chưa chạy nè. Đúng không? Giờ kéo ga lên cái nó chạy mình sẽ biết là nó bao nhiêu km. Được chưa? Đấy, được chưa? Còn xe nào mà có cái nhông bên trước này giống Vision là không có. Được chưa? Nó bằng cơ mà. Rồi cái này có cái hay nữa này. Nó xem được chức năng như kiểu mình quay điện thoại ấy. Bây giờ mình có thể con xe này mình bỏ cái máy này trong cốp. Được chưa? Để tí nữa về nhà mình xem lại nó hoạt động như thế nào thì bấm vào đây. Lưu giữ. Đúng rồi, nó như kiểu cái điện thoại mà em quay ấy. Được chưa? Bữa nay nó không cần dùng điện thoại nên em bấm vào đây. Tí nữa nó làm cái gì là tí nữa em sẽ quay lại. Cái này coi như em đang quay camera này. Tít 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 này. Được chưa? Rồi em bỏ đi em chạy. Tí về nhà em coi thông số nó có dao động như thế nào. Được chưa? Đấy, nó cứ chạy hoài như vậy ấy. Một tiếng. Đấy, không cần. Tí mình xem lại. Được chưa? Nó như cái điện thoại này em quay này. Bây giờ em phải mở điện thoại lại này. Rồi về em tắt đá trống xuống. Đá trống xuống đi. Rồi bây giờ động cơ tắt là cảm biến nó không hoạt động nữa đúng không? Em thoát ra nhá, không cứ để vậy nó cứ tít tít. Thoát. Em muốn xem lại. Được chưa? Đấy, những cái điện thoại bây giờ em mở ra, em vào video. Đó, bây giờ động cơ tắt rồi nó vẫn nhảy, bởi vì nãy nó nổ. Được chưa? Đấy, nó hay hay ở chỗ đấy. Nó thay thế cho một cái điện thoại. Đây nó quay được cái mục ra nè. Em chưa bấm qua trang rồi giời. Đấy. Vít vậy gì nữa, nó thay cho một cái iPhone. Được chưa? Đó. Thì bình thường cái máy ngày xưa đấy, thì ngày xưa mà mình muốn chạy con xe này mình cần cái gì là phải một người chạy, một người cầm cái máy. Thấy chưa? Bữa nay khỏi cần. Bữa nay là nó bỏ trong cốp luôn. Tí về nhà em mở lại. Không cần phải nhờ thằng nào hết. Được chưa? Đó, nó sướng vậy. Ơi là rút ra chơi Valio. Thời buổi này công nghệ đâu cần phải đi tìm xe, tự động nó sẽ đi tìm xe cho em. Và cái còn lại là khách hàng sẽ đưa lúa. Đấy vào Valio. Chiếc kia đúng không? Đấy chứ đây. Ở đây có chiếc nào Valio thì múc. Đi liền hết. Xe đầy đây mà, xe cả tá xe này mà. Ô này đang có việc luôn thì chúng mày bán không mình. Xe cả đống xe mà bật cái điện lên. Ai ta? Dây cả lai đấy. Rồi bật, thử xem bật như nào. Rồi, bỏ lên yên. Bỏ lên yên như máy để vít dưới đấy, đẳng cấp, tiếp tục. Remap tiếp, cứ remap thôi. Xe đầu tư, mắt SCG.
cái đây mình cho ví dụ mình làm full nào là làm mắt mắt cuối cùng. À, thằng nó phê, thằng muốn đục bàn thờ mà em hiểu không? Cho mắt cuối cùng. Cho mắt cuối cùng luôn, bởi vì thằng nó muốn đụng km mà. Rồi bắt cái những cái thì bắt đó là remap phần nào cũng được. Ừ, em tùy đó tùy em chọn. Quan trọng sợ nó có hợp không chứ. Hợp thì em phải chạy thử chứ. Em hiểu không? Nếu nó còn hợp là remap tăng lên nữa. Đúng rồi. Nó đang remap rồi, đương nhiên nó phải hiện cái đèn FI. Hiểu không? Đấy. Tự nó chạy. Khách hàng mà hỏi bảo mua con này 35 triệu, khách hàng có biết đâu. Mẹ bảo bây giờ em đầu tư con máy 35 triệu về nhà em kiếm 5 lít, 4 lít, 10 con em kiếm được có mấy triệu, biết chừng nào em lấy lại vốn. Một năm em phải nâng cấp lên 3 triệu, cứ hù ma dọa khỉ như thế. Khách hàng mà có biết đâu, mình phải tâm lý vậy. Bây giờ năm nay 2021, 2022 ra, nhà sản xuất lại nâng cấp, nó lấy 5 triệu. Chun vô chứ, cái này anh em của em mà. Không phải sao anh, trung hình vô nó bị sao? Trung hình mắc mớ gì đâu, anh không sợ thì mắc mớ em sợ. Cái nào? Chẳng có gì phải ngại hết. Mình cứ lương thiện là mình chơi hết, không có trộm cắp đâu mà sợ. Bây giờ như cái đó là chúng mình lấy giá nhiều. 18.8. À, nguyên bộ cáp đây anh. Đầy đủ hết chức năng cho mày chứ. Cáp đây, xe nào kết nối xe đấy. Máy này mười mấy triệu anh Nguyễn Khương ơi. Đấy nó ghi đây này, về nhà chịu khó đọc. Mai anh em ô lên uống cà phê, thích giải cái gì nữa giải tiếp. Nhiều xe gì, có xe Honda, có xe IA không mà nhiều cái gì. Cái đó là tua đồng hồ. Ừ, muốn tua bao nhiêu thì tua. Anh em chờ trong giây lát nha. Để mình ok xong rồi đó mình sẽ chia sẻ con xe SH cho anh em. Mình bàn giao cái máy này chút xíu nha. Đấy, chúng ta nói chung là rảnh rỗi thì bây giờ chúng ta cứ vào. Tí nữa mình sẽ chia sẻ cho anh em và thông báo khóa học. Đấy, con máy này là bản full nha anh em. Vừa đọc phân tích dữ liệu làm smart key, ABS rồi mở tua, vân vân. Nó tự động nhận diện cho anh em, chúng ta không cần phải đi tìm xe. Và nó có thể nó quay lại cái video, quay lại cái dữ liệu, cái hành trình chúng ta đã làm và tí nữa chúng ta sẽ mở, chúng ta sẽ coi lại. Anh em còn ở đây thì chúng ta còn gặp nhau, anh hiểu không? Chứ không phải là ngày 1, ngày 2 bán phát là chia tay. Biết cục ấy là cục gì không? Từ đâu bao nhiêu xuống 12V? Đúng rồi. Cái này là cắt nguồn để cắm vào ắc quy. Nha. Còn cái này cắm vào điện 220 xuống điện DC 12V. Đúng rồi, xì rút, vết ba. Có quyển sách Catalo hướng dẫn. Đúng rồi, đọc trước khi sử dụng. In màu luôn. Đúng rồi. Touch, đây là hướng dẫn sử dụng cáp. Đúng rồi, sử dụng cáp.
Rồi bây giờ chỉ cáp này, cáp này nó đơn giản này. Cái này adapter từ điện 220 xuống 12V DC. Cái này khi làm cái gì, có một cái bàn làm việc giống ăn thì bây giờ biếng nhà hết bình, hiểu chưa? Thì cắm vào ổ điện 220. Hoặc là ở nhà có muốn câu mấy cái đèn led gì cho tủ nó đẹp thì cắm 220 vào đỡ phải hết bình. Đúng không? Cái cục này thì ở ngoài tiệm điện đầy, hoặc là hư lên đen biếu cho cục khác. Cái này nó sẽ thay thế cái đó, cái này sẽ kẹp vào bình để nuôi cho thiết bị máy. Khi những dòng xe nào không có nguồn, không có mát, nuôi cho máy lấy cái này. Đúng không? Biết rồi, như con mà Vespa ngày hôm qua đấy. Đúng rồi. Rồi cái cáp này sẽ là cáp chính. Được chưa? Lỗ tai nói chuyện với anh nghe, xe kia khách hàng remap xong rồi kìa, ra tắt khóa. Rồi vào đây lại. Nó bảo xong chưa? Ừ. Ừ. Rồi cáp này sẽ là cáp nguồn này, cáp tổng, cáp chính để kết nối với cái máy này. Được chưa? Rồi đi qua những cổng cáp con. Cáp này cáp piezo. Cái như lúc nãy đấy. Muốn chuyển ra là kém tiếp ra một cái. Ừ. Cái này nữa. Chuyển ra. Đúng chưa? Kia máy cầm từ bấy sờ mà. Được chưa? Cáp này cáp con. Cáp với cáp tổng. Yamaha. Nó để chữ này. Đọc ở Yamaha. Giờ nó để chữ hết mà do chúng ta không chịu đọc ấy. SQM. Sử dụng nhiều nhất chỉ có Honda. Thấy chưa? Rồi hết bốn cộng cáp đấy. Thấy chưa? Cái đó chỉ kết nối tất cả những dòng xe trên thị trường Việt Nam đấy. Được chưa? Rồi. Kết thúc. Còn cái cộng cáp này để kết nối cho những cái thằng Suzuki Kimco ở đây, chắc nó bán về chai hết rồi. Ít. Thấy chưa? Là cộng cáp thứ 5, cáp con. Xong là phần đọc, xóa mã lỗi, remap vân vân. Kết thúc. Đó, rồi cái đó quấn lại. Xong đâu có gì đâu mà. Nằm đó. Bốn cộng cáp này để làm smart key full cho tất cả những dòng xe ở hiện tại ở trên thị trường Việt Nam, mới nhất bây giờ 2021. 2022 thì tính tiếp. Thấy không? Khi nào làm key xe nào mới lôi nó ra. Rồi cái này của Janus Novit. Cái này là làm khó smart key. Đúng rồi, mất mót khó lên đây anh giúp. Cái này của Vision SH 2021. Giờ này ở quê mình dễ đi nó mất. Đúng không? Ký nó ký còn hơn cả đám rỗ. Rồi, cái này là của Honda Hi-Jack AB Lead Vision gì đấy. Cái này của SH. Được chưa? Kết thúc làm sơ mơ kỳ. Chắc hơi bị lâu làm, ăn ở đây 5 mới làm được phát, chắc em chắc phải 5 rưỡi. Cộng cáp này để làm cho những dòng xe Novit, con trâu bộ hung giờ ABS, trâu bộ hung ấy chắc bây giờ này nó đẩy xuống sông hết rồi đúng không? Không sử dụng nha. Đấy, có Novit thì kết nối vào. Cáp này ABS. Cái này là remap mở tour cho những cái dòng xe của Suzuki, Rider, Sachia. Thấy không? Yamaha đừng có hỏi xe gì, Yamaha đây chỉ có Novit thôi. Thấy không? Novit thì không ai làm rồi. Đừng có hỏi Sai, Ed gì. Cái này chỉ có mở tour là Su. Su. Su Rider. Đúng rồi, Su Rider, Sachia. Cái này là tour Olio. Đúng rồi. Em có cái app ALL Moto chưa? Rồi, có rồi. Tua đồng hồ, nhìn vào trong app xe nào tua. Nhưng cái quan trọng tua cái này phải là tay hàn đỉnh. Chả ít, đúng không? Rồi, cáp này sẽ là cáp thử LED. Xe nào đèn LED là cáp. Đúng rồi, cắm này là thử những cái pha đấy. Bây giờ cái xe mà cái pha đèn nó không sáng thì mình sẽ thử.
Thấy chưa? Trong ALL Moto nó cũng có hướng dẫn. Thấy chưa? Để mình biết là hư pha hay là hư công tắc. Ít. Rồi, cái cáp này để nâng cấp từ bởi anh nâng cấp máy tính đấy. Đúng không? Cái cáp nữa là nâng cấp USB rồi đấy. Không, cái này là để nâng cấp cập nhật máy tính từ bấy giờ update từ xa đấy, cập nhật lên máy tính bản mới đấy, được chưa? Rồi cái jack này sẽ là jack chuyển đổi cho những cái dòng xe SH đời mới bây giờ, cái jack Kalai nó nhỏ hơn bây giờ, thì cái này cắm vào cái đầu của Honda, đầu nhỏ đó. Để... mình cắm vô máy. Được. Cắm vô ai chứ? Cắm vô cổng Kalai. Còn cổng này sẽ nối với cổng nhỏ này đấy. Đó, nó như mẹ bồng con ấy. Rồi. Bởi vì xe đời mới bây giờ cổng Kalai nó nhỏ. Được chưa? Kết thúc. Ừ. 20. Thế thôi, về nhà mới cắt là không xài, cất bỏ đi, mất công cứ một lần làm mày cứ bới, hiểu không? Bỏ trong cái thùng này cất, bỏ cái máy với cọng cáp ấy thôi. Trong kèm hấp đi là bao nhiêu cái cáp? Đấy, trong đấy, hầu như trong đấy đủ hết. Hết dòng xe. Được chưa? Đó. Về nhà cất những cái nào không trùng cất. Chúng ta chỉ có dùng những cục cáp của Honda này, IA này, SQM này, Piezo, mấy con cáp tổng nữa là 5 cộng mấy cái máy. Được chưa? Còn cáp tổng lúc nào nó cũng dính trong cái máy rồi mà. Đó, về nhà làm cái tủ bỏ lên, cầm mấy cáp cái cấp vô trong cái tủ ấy, mất công cứ làm một lần thì mẹ cứ bới soạn nhìn cáp không hóa hết cả mắt. Giờ vậy nè, nói chung là anh nói gì nha, gắn cái này là 18 giờ tấm trên mình bữa cũng nói là cái gì rồi anh nói tiếp thôi, bây giờ vậy nghe. Ừ. Giờ là nói chung là anh không có tập tiền đúng đây rồi. Mới là nên tham khảo cho nó đỡ nó ném bét cả. Rồi. À, đến ngày mai rút tiền. Rồi, rồi mai rút tiền rồi lên đây tính tiếp. Cố gắng là đưa cho nó học hỏi à. Rồi. Học thì bán máy phải có trách nhiệm. À. Anh hiểu không? Chúng mình ném bét hết tất cả. Tao cũng hiểu tình là cũng tin tưởng với mày học. Nói vậy chú mày hiểu như nào? Ôi giời, tin tưởng cái gì, em làm ăn trên mạng xa xôi người ta còn làm ăn mà gần ở đây, mà cái máy này em lừa làm cái gì, đúng không? Bán thì em phải có hỗ trợ. Đấy, về nhà kiếm đủ cái đá rồi lên đây. Đúng rồi, bán máy thì phải có hướng dẫn. Chứ mười mấy triệu với em nó nhỏ lắm, thì mẹ nó nhỏ như một cái lá lúa, anh hiểu không? Nó chẳng khác ngoài đồng mà em cắt phát lá lúa, em bẻ phát. Yên tâm, chứ không có gì hết, anh em còn ở đây thì đương nhiên nó chưa biết xài thì em phải hướng dẫn. Chứ không phải là bán cái là mẹ nó bỏ đầu tội nó bỏ ngoài chợ ngay. Anh em mình còn chạy nhau mới dài dài. Đó là quy luật với em sống như thế. Đấy thì về nhà cha con cứ sắp xếp. Bản rẻ nhất là 8 triệu rưỡi. Bản 19 triệu mấy. Bản full. Cái gì mà nói chung là mấy mà làm cho nó thêm cái thị trường bây giờ. Sợ nó căng quá. Đồng tiền nó căng quá thì nó làm gánh nặng của mình. Cha con cứ nhờ cứ bảo nhau chọn một cái nó ok. Sao lúc tối lên đây mà không gọi em trước, em xếp sắp anh hiểu không? Nhiều lúc công việc nó bận, ăn được chờ đợi lâu nó mệt. Đi học thôi. Mà bây giờ có mua chưa? Xác định có mua không nào? Xác định mua, chứ mà giờ chưa đưa tiền được. Nó thiệt tình. Thì thế chứ có gì đâu, anh em mình phải tắt camera. Mình làm ăn trong thật hết, kể cả mua luôn, trồng tiền luôn với em là chuyện bình thường. Bởi vì anh em mình không ai lừa đảo ai. Anh em trên mạng đây cũng vậy, không ai lừa đảo ai hết. Ờ, đó, chưa đủ, ăn nói chưa đủ. Chứ ở đây có thể giao tiền ngay, thích thì em bớt 1 triệu hay vài trăm ngàn bình thường. Anh em mình ở quê mà. Anh hiểu không? Với em nói chuyện bình thường, em chẳng có ngại trên mạng thế nào cả. Bởi vì trên mạng ai cũng biết em hết. Làm ăn nó phải có uy tín. Còn bây giờ ăn ok mua luôn bây giờ, hoặc là đủ tiền là ok chơi luôn. Nếu mà thiếu thì về nhà hai bố con sắp xếp. Đó. Thích là ok làm luôn.
Còn camera thích em bấm play là xong, có gì đâu. Ví dụ như bây giờ anh nhìn người nghe người đó, như em. Bây giờ anh nói anh em mình nói trên mạng, người ta biết em, người ta không biết anh. Chẳng có gì phải ngại cả. Nói chung là thôi nó anh để cái chương trình nó lên để gặp em. Rồi. Hay là cũng như là nói nó bữa lâu. Rồi. Thôi bây giờ ví dụ như giờ giá tiền đó anh cũng mua đúng giá tiền đó. Rồi. Ví dụ như anh có tới anh kiếm tiền không chừng một vài triệu vậy. Rồi bao nhiêu đưa cho em một cái chốt, bao nhiêu đưa một phát là xong, là cầm máy về với em là chuyện bình thường. Chúng ta là làm ăn phải nhanh gọn. Đấy, bảo bây giờ anh đang thiếu 2-3 triệu, chốt cho mày 10 ngày hay là nửa tháng, ok cầm máy về luôn. Với em là vậy. Được rồi, anh. Ok, chúng ta có cái gì đâu mà phải sợ ngại. Anh em mình phải dứt khoát bởi vì em làm ăn không có lèn hèn được. Thì bữa hơn nó bảo em rồi, bảo mày cứ lên đi. Rồi có gì đấy thì cứ nói ăn rồi anh em mình tính tiếp, không có gì phải ngại hết. Thì đôi khi làm ăn mà tiền ở ngân hàng, ngân đồ mình rút chưa ra thì nó phải chấp nhận nhé. Giờ anh làm ở bên kia, mỗi giờ nó dạ, đấy thì bây giờ anh cứ suy nghĩ, trả lời em, cảm thấy nó được hay là ok luôn. Giờ hai bố con bảo đưa trước bao nhiêu rồi cho em cái ngày. Anh em mình ở đây, cái tiệm nhất ở đây, hồi giờ cũng quen biết nhau chứ ở đâu, ăn cũng thừa đi đâu mà ngại đâu. Cứ nói. Giờ thì giờ là biết mua là tiền chưa đúng làm sao mà cầm mấy điều. Thế anh bảo thiếu. À, bây giờ là còn thiếu tiền mà sao mà giờ mới đặt mấy tiền đó. Không phải tiền, mới đặt nó mấy điều còn. Đấy về nhà cứ suy nghĩ đi. Vài 3 triệu là bao nhiêu chứ? Từ 3 triệu 4 triệu gì đó. Rồi 3 triệu, ok. Cao nhất là 4 triệu. Rồi. Được. Ờ thì anh phải nói vậy, vài triệu là bao nhiêu? Từ 4 triệu lại đâu. Rồi, ok. Mà anh nói là mấy ngày là mình đem lên đủ. Rồi, rồi vấn đề là em có nói gì đâu. Bình thường. Còn bây giờ mà trên mười mấy triệu lấy máy về. Đúng rồi. Thì vừa rồi nó bảo nó có khoảng 15 triệu. Thì bảo 15 triệu lên mà lấy máy về mà dùng chứ ít bữa nữa đưa ăn có gì đâu. Trong cái gì à? Thì đúng rồi, bố con với nhau mà bây giờ nó mua cái gì nó phải hỏi cha nó chứ. Mua cái máy mười mấy triệu phải hỏi, có vợ là phải hỏi vợ. Đấy, và chưa có vợ thì phải hỏi cha mẹ, đó cái quy luật. Còn khi mà có vợ rồi chúng ta ở riêng thì lúc đấy không cần phải bàn bố mẹ thiếu tiền. Thì bảo mượn bố mẹ một chỉ. Đấy, vì chúng ta là có một cái gia đình riêng. Đấy. Vợ chồng biết bảo ban nhau rồi tiền nong. Chọn ngày mua máy này phải chọn ngày. Đúng, phải chọn ngày, mình phải coi ngày, coi giờ lên. Bởi cái máy nó bằng con xe. Mai là mùng 1 rồi. Mai mùng 1. Anh muốn đi tốt này, bảo mưa đi này. Rồi. Mưa đi này, chứ mong anh cũng đi. Đúng rồi, mai mùng 1 đầu tháng mà. Đầu tháng, nói chung mình làm anh mình phải kiên cường chút. Đúng rồi. Tiền bạc rồi được tháng là chi ra nó cũng hơi kiên cử. Ok, chuẩn. Ai mà đầu tháng về chi ra nó một, coi như một tháng nó chạy hết. Đúng rồi. Anh hiểu không? Ừ. Một tháng nó chạy hết. Mẹ hôm nay mà chi ra ngon này. Hôm nay chi ra ngon. Hôm nay ngon này, cuối tháng này mình ra một phát, ngày mai một phát mình lượm lúa. Thấy không? Hôm nay bây giờ mà bóc về phát ngon này. Anh phải mua gì, anh cũng phải làm cái bán quảng cáo đó mà anh cũng... Đúng rồi, phải mua máy ở nhà mới làm bảng chứ. Đó, mua máy ở nhà mình dợt 2-3 ngày mình mới treo bảng lên chứ. Còn bây giờ nhiều bố bây giờ máy chưa biết sử dụng làm bảng lên. Thế là nó bảo remap. Thế nó cũng gạch ra remap. Nhiều thằng thợ nó làm vậy. Máy thì một tuần nó mới mua làm cái bảng rồi. Thế nhiều khách hàng bảo anh ơi remap cho em phát. Thế vào thì mẹ nó quay trong cháu. Chẳng có máy remap. Huề. Mua cái máy xong trong vòng 5 ngày sau tiếp tục coi ngày giờ phát treo cái bảng remap lên. Đấy, ok. Làm có xe nào hợp tuổi gì đấy mang remap phát.
đưa nó 100-200 lấy cái lọc. Được cái nghề rồi. Đúng rồi. Cái bán lên chút rồi. Làm cái lọc phong thủy tí. Làm cái lọc chút. Đúng rồi. Thành thứ là đi lên lên đưa tham khảo. Đấy. Đúng rồi. Biết. Hôm nay mua thì đẹp, hôm nay 30 ra tiền một phát, mai 1 vào tiền. Được không? Đấy, không phải chờ mùng 2, mùng 4 gì đấy. Thế bây giờ phải thời buổi bây giờ cạnh tranh, nó bây giờ nó ở dưới quê, không ai làm xe ga. Mẹ bây giờ khách mang con SH này vào, xe đời mới bây giờ nó không báo lỗi. Gặp chưa? Xe đời mới không báo lỗi. Thế vào trong nhà cắt sợi dây điện. Nhiều bố còn đầu tư được cái kìm, nhiều bố dùng cái răng. Gọi là tước cái vỏ dây điện ra đấy. Hiểu không? Chọt hai cây cứ run run thế này. Run. Run run. Xong rồi lại thò đầu lên đếm mã lỗi. Xong lúc này lại ok xóa lỗi, mồm lại đếm 1 2 3 rút. Nhiều người nó còn có tật 1 2 3 rút cả vào. Không chuyên nghiệp. Mày mang cái hát này vào, mẹ 100 triệu vào, mẹ bố mở hai hộp ra lấy hai sợi dây cắm vào, đến 1 2 3 những yêu nhiều tập thể dục, anh hiểu không? Đấy. Tại sao em thắng ở đây là em đi đầu tư công nghệ trước. Ừ. Xe em đây một gần dàn xe này xe của em không ấy. Đấy. Nhưng mà cái xe này cái nhà nó chưa hiểu được là cho nó lên. Ê, nó lên nó cầm máy không biết được. Anh Tuấn ơi, em hỏi cái này anh chỉ ok. Tối rồi, ví dụ như nghề nó làm rồi, tối nó lên. Tối thì không được. Tối em bận. Anh nghề được anh. Đúng rồi. Tối em còn phải đi kiếm tiền. Đấy, như kiểu em đang chuẩn bị em kiếm tiền này. Đấy. Tối thì em không thể nào phục vụ nó được. Ban ngày thì được, trưa rồi vậy. À, trưa rồi đó. Buổi tối lên mà phục vụ một mình nó là chết em ngay. Đấy, dạ lúc nào chạy lên mưa mưa gió. Ê ế đấy, khoảng 2-3 tiếng lên đây. Anh em làm ly cà phê ở ăn quán ở cái này phân tích như sao hỏi anh chỉ hết. Anh hiểu không? Chẳng có gì phải giấu. Đấy, dàn xe này thích ngoáy thích cái gì thì ngoáy. Thế không? Nó phải phụ thuộc em chứ em không thể nào phụ thuộc nó được. Buổi tối em không thể nào kèm nó được. Thời gian dụ như vậy là dụ như là ban ngày là lên được. Được, ban ngày trời mưa gió lên đây. Trưa cũng được không? Được. Cái đó là mình sẽ kiếm thời gian. Phải sắp xếp. Xem làm mưa nè, nhiều lúc mưa ai có khách đâu, mưa tầm tã như mấy ngày nay thì chịu khó chạy lên khoảng 2 tiếng. Đấy. Chung giờ xe kia nó cũng sửa nhiều đó, thành thứ của dùng tay cổ ấy, từ miếng mép một chút. Thì tình thì chú mày giờ anh cũng cố gắng một chút từ cho nó. Cố gắng lên đây có xe ở đây, chú mày hướng dẫn cho nó một chút. Để cho nó nắm bắt được, dù giờ nó làm cái gì đó. Để cho nó mua mấy giờ là phải nắm bắt được chứ. Mua mấy giờ nắm bắt được cũng phí quá đi. Đấy, về nhà bố con rồi ba con suy nghĩ đi. Gặp bây giờ là nói chung là không được đúng tiền, thành là anh không lấy mấy được. Đấy thì em bảo suy nghĩ, thì vừa rồi nó bảo nó có 15 triệu. Đấy thì ok thì lên lấy máy về anh em ngay ở đây mà có gì đâu em phải ngại. Đấy hẹn cái ngày phát lên đưa tiền. Đấy, bây giờ không đủ thì về căn cứ suy nghĩ. Chọn ngày nào ok cầm cái máy. Con này nó ngang với con xe chứ. Mua xe bây giờ, mua Sirius bây giờ bằng con này đấy. Mua Sirius phải coi ngày này, mẹ coi thầy này, giờ nào đẹp này, thầy bảo 9 giờ. Cái làm ăn của mình. Thì phải làm ăn chứ, cái này là cái làm ăn như có xe đi lại mà thầy bảo 9 giờ. Xuất phát ở nhà nhá. Căn làm sao lên đấy khoảng tay ga thì Tuấn 9 giờ 30. Ok, khoảng 10 giờ thiếu 15 là lấy máy chạy về nhà là 10 giờ 15 là đẹp. Bỏ ghế hoặc là móc cái xe thì đây nè. Anh hiểu không? Siết hai này vào nó cứng. Làm cái mà uốn mai đấy. Bằng nhôm mới bỏ đấy móc lên. Móc lên cái vai. Ừ. Nó muốn tiện thế thế vậy là đi vua rồi. Em bán máy ở trên mạng nhiều không? Coi ngày coi giờ lắm chứ không về nhà lại không kiếm được tiền. Phải coi ngày nhất định. Em mua máy em phải coi ngày. Em nhập cái đống máy này về nhà em phải coi máy. Nhiều thằng nó bảo bán máy cho em bán nợ luôn. Em bảo không. Coi ngày coi giờ mới mang ra xe ship cho tôi được. Em làm ăn em mê tín tới mức độ như vậy. Em nhập một lần 10 con máy em bảo ê giờ này mang xe này. Đấy, sáng mai xe cập bến 5 giờ này.
6 giờ ra lấy này, em bán máy này anh em mới mua, chứ mà nhiều lúc bây giờ ôm cả 10 con máy về nhà ai mua, thối hết. Cái máy này là sản xuất cái đầu năm năm nay mới tức thì đấy, nó ký hiệu trong đấy, anh kia mới coi đấy. Cái này nếu mà đưa cho điện thoại nó quét ra được là đây quét. Quét ờ thông tin máy rồi có cái gì đâu. Đấy các bạn suy nghĩ đi. Cái này anh mua này nha, không việc là anh cũng làm một cái bán. Bán cáo. Ờ đấy anh coi bạn cửa hàng em có cái gì đấy cảm thấy hay 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 gì đấy. Cái kéo của bà đầu đều mua cái này ngày đó. Cái đó anh lấy trước hay là anh lấy bữa đó. À. Anh làm cái bán rồi bán cáo cho nó mình bỏ tiền để mua đầu tư để bán cáo lên người ta nó mua vô thôi. Chà bây giờ đầu tư được con trâu. Dứt điểm anh phải đầu tư cái dây thừng hoặc cái chuồng, anh hiểu không? Chẳng lẽ bây giờ anh mua trâu mua bò về nhà anh cứ cột gốc cây nó, mẹ mưa gió tội nó, trúng gió chết sao? Đồng ý mua được con trâu là phải mua dây thừng hoặc làm chuồng. Cái con này là con trâu thì anh phải đầu tư thêm cái bảng hiệu, mười mấy triệu rồi anh phải đầu tư cái bảng hiệu khoảng 500 là chuyện bình thường, thấy chưa? Đầu tiên làm xong bảng hiệu xong coi ngày đẹp chọn một con xe nào đấy làm con gà cúng, bỏ cái máy ra, bỏ xe cứ để cho nó mở tua tít tít tít, thắp ba cây nhang lại. Ừ, ông tổ nghề xe phù hộ cho con, chúc xe vào nhiều, đọc phân tích dữ liệu remap, ngày ủng hộ con 2-3 con, em con kiếm ít tiền đấy, phải làm như vậy, làm con gà coi cái giờ bỏ con máy dựng con xe lên thắp ba cái nhang lại nửa cái nhang xong thành công, không có tiếc. Mua được cái máy khoảng 18.800.000 thì hy sinh con gà, gà ở nhà chắc chắn sẽ có, gà mình nuôi được không mất tiền mua. Nhiều anh em mất tiền mua con gà phải hết mấy trăm đấy, làm xôi chè nấu thêm chút, mình túng cúng tổ tiên, ông tổ nhà mình biết ở thằng này là mới mua cái máy công nghệ về nhà cúng bái mới có cái lộc. Em làm ăn như vậy em đây ký em cúng hết máy em bán rồi em mua em cúng hết mới bán được, mình phải mê tín, đôi khi mê tín vậy, phải mê tín, thấy mê tín, tại vì mình làm ăn là phải mê tín. Không mê tín thì không nên làm ăn được. Chỉ có đi bán vé số là không cần phải mê tín. Đấy, coi những bảng hiệu gì đấy, chụp. Đấy, coi tivi đấy. Coi đầu tư một là tivi đấy, hai đầu tư vừa vừa này. Đấy, vào cho khách nó mở lên nó xem. Mình ngoài này mình cứ sửa. Vừa vừa thì mua con này 32 inch, giờ nó rẻ. Dư giả làm con 65, 75 inch. Hẹp cũng phải treo được cái tivi, khách hàng nó ngồi vào bắt cho nó cái wifi đấy, đưa cái đầu móc người ta sẽ xem hài hoặc người ta bấm điện thoại ở cung cấp cho người ta cái wifi về nhà tiếp tục. Wifi là đúng hết, camera anh có để... đúng rồi, phải đầu tư tiếp, khách hàng là thượng đế mà bây giờ vào wifi nó bảo ăn cho em xin cái bát wifi. Ô, mình đây chưa bắt wifi, ở cái tiệm thế này mà chưa bắt wifi. Cái gì, cái nồi hả? Lại nồi tiếp hả? Đơn chính nồi. Ok nồi. Cái kia. Mới được rồi. Nồi á? Đây có gì đâu mở, em phui bì rồi. Đây. Nghiên cứu mặn vào tác Biển Đông. Rồi bây giờ hai cha con xích lên đây chúc em like cái này chúc. Thông cảm em chút, sợ anh em nó chờ lâu quá, ngại quá. Đây, xé lại cái đó đi. Thích xé không? Đó, nó như là một đấy, xé ra. Xé ra coi có gì đó. Xé ra anh em mình chơi tẹt gà, mai có tí bằng keo để bọc lại có gì đâu. Bình thường. Mà ít bữa nữa mà coi mua máy về nhà làm gà đi, coi cái ngày đẹp đẹp tới rồi gọi em xuống ấy. Nhà em mình làm vài lon bia, con gà, làm một dĩa xôi. Dạ. Rồi tới đấy em lại remap cho mấy cái, cảm thấy nó phê. Mặt bằng dưới đấy nghe rẻ, có triệu bạc ngày làm phát đủ ngay triệu bạc.
Rồi, không để anh em phải chờ lâu. Thì hôm nay sẽ chia sẻ cho anh em con xe SH tình trạng nó như thế nào để chúng ta phân tích. Xé ra, xé thoải mái, nhìn cho nó thoải mái, anh em mình hết mà, ngại ngùng gì đâu. Xé ra có gì mai bọc lại cái đó gửi cho khách mà. 3 bộ chưa gửi. Cứ xé ra nghiên cứu, đấy thích đồ đạc, nghiên cứu gì nghiên cứu. Rồi, xin chào, để anh em chờ lâu, được chưa? thả tim chia sẻ nhá, chả chị, tim chia sẻ cho chị Thuấn chút. Dạ, dạ dạ, toilet bật điện lên, toilet. Có lấy nồi phay, nồi độ không? Nồi đấy chưa ngon, Thiện ơi. Với cho mình hơn cái nồi độ kia, bảo Thiện nó đưa cho cái nồi độ nghiên cứu tiếp. Lò xo nữa, đưa lò xo đỏ. Khôi Nguyễn, mai dặn nhũ cà phê nha. Thôi, ok, và chúng ta vào vấn đề. Nhìn được rồi, khỏi gạch xé. Em hiểu không? Nhìn được rồi. Đúng rồi, đó cái độ. Chia sẻ anh em đủ 100 người mình sẽ review cho anh em con xe SH. Và Tuấn xin nghỉ cho anh em khoảng cuối tháng 12, mình mở tiếp tục một khóa học full xăng điện tử mang lại nhiều ý nghĩa may mắn cho anh em. Anh em nào luôn đồng hành tin tưởng thì các bạn ủng hộ. Khóa học này phải chất. Rồi, những cái khóa học mà vừa rồi 1 triệu ở gần 100 anh em đấy, thì chúng ta hãy cố gắng lấy 1 triệu đấy và chúng ta tăng tốc lên để chúng ta kiếm được nhiều tiền. Các bạn chưa gặp được Đình Tuấn nó thực tế và trực tiếp mà được cái phê, bởi vì mình không dám nói giỏi, nhưng thật sự nó gọi là sự đa năng cái cách để phục vụ khách hàng. Có thể là trong đời Đình Tuấn phục vụ 1.000 người, 100 người chưa gặp, nhưng vẫn có 1 người. Đó là chuyện bình thường trong cuộc sống để làm ăn mua bán trao đổi đủ các kiểu trong cuộc sống, đa dạng tùy theo người, thấy chưa? Đấy, thì hôm nay sẽ chia sẻ cho anh em con xe này, chúng ta chịu khó vào xem. Tuấn sẽ lấy luôn con máy Motosiken để cho nhiều anh em nhìn thấy, và chúng ta sẽ quy đổi qua Smartoon ở trạng thái xem phân tích một con xe SH mới như thế này, khách hàng mang vào nó có hiện tượng gì và chúng ta phải giải quyết như thế nào. Anh em hiểu không? Đó. Rồi, không để anh em phải chờ lâu. Rồi, đây nó sẽ là một con xe, thì chúng ta sẽ nhìn vào đây. Đúng không?
Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ kết nối với xe Honda Net OCK Việt Nam. Chúng ta chọn vào dòng xe SH. Cái này sẽ là bản 27, 28, 29. Và cái này là của SH nhập, là SH Ý và PS chúng ta không nên sử dụng. Chúng ta sẽ sử dụng vào dòng xe SH 125, 150 ESP. À, rồi, OCK. Thì lúc này chúng ta không vào phanh ABS và chúng ta vào động cơ. Mày ra mày lấy tờ lịch mày đốt vía tao phát. Đi đi, ra đốt vía đi mua mấy lon nước uống. Khôi Nguyễn ơi, má tôi bảo đệ tử đốt vía mới được, thì trẻ này chết. Ồ, ăn vừa ăn cơm tọt cơm, hẹn anh em đúng là 19:45 tôi like. Nhưng thật sự tôi phải kéo anh em lên tới 20:30. Rồi bây giờ là 21:20. Rất mong anh em phải thông cảm. Ồ, khách gì đâu mà phê thế. Phê thì gặp Đình Tuấn thì sẽ hết phê thôi. Rồi, động cơ. Rồi, chúng ta sẽ vào đọc. Được chưa? Ok, xe này không có mà lỗi. Mua mấy lon nước uống em ơi. Chúng ta sẽ vào thông số hiện hành. Bóc ngồi sẽ ta lạ, nghiên cứu gì hết. Tầm không biết khi nào mới thành công mà thấy kinh khủng quá. Này thằng cuối mẹ, ngày qua mà hết, mai mùng một thì vỡ mồm hết. Hôm nay 30, cảm ơn anh Đạt, mai mùng một thì vỡ mồm. Khôi Nguyễn ơi, thằng này tiệm thằng này ở Phước Quang, ở dưới Phước Quang á. Bữa nào anh đi ngang qua thấy tiệm Minh Hơn ở Phước Quang nhá. Tụi mẹ còn hơn cả ông già nữa, hai cha con lên đây mệt mỏi thật. Rồi, đầu tiên nó sẽ là dòng nhiệt độ máy. Nhiệt độ máy sẽ là điện áp, nhiệt độ khí nạp, má buồn cười ghê gớm, và điện áp. Cho xé thoải mái rồi thì map xe này sẽ là 101, 102 K3, điện áp sẽ là 249 nha cả nhà. 100 K3 thì điện áp sẽ là 248. Đó. Rồi 102 nó sẽ là 249. Rồi làm anh em tôi phải chờ 1:30 tôi mới ăn cơm xong. Rồi, tốc độ máy RPM. Ok. Rồi. Cảm biến O2 3.8. Rồi, lúc này thì O2 chưa hoạt động thì ECM chưa tối ưu. Cả nhà yêu thì Tuấn chia sẻ nào. Thì hôm nay vui quá thì cả nhà chia sẻ nổ máy nhá. Rồi, chúng ta sẽ để nhiệt độ máy trên 60 độ C. 21:30. Chia sẻ rồi anh em ơi, đủ 100 người đi. Rồi, chia sẻ nhá. Ủng hộ mình 75 người rồi. À, ủng hộ chia sẻ nha. Ơi ơi, khản hết họng. Rồi, cảm ơn mọi người chia sẻ. Thank you. Rồi, hôm nay mình làm mặc đồ áo đẹp. Đen thật. Cứ mặc áo dầu nhớt cho nó đỏ. Rồi, nhiệt độ 63 độ. Rồi, xin chào anh Trương Ánh. Rồi, tất cả cái này thì ok.
Ừ rồi, ok nhá. Anh em coi map một chút xíu. Rồi, dòng tua máy ok, thời gian full, đúng không? Tín hiệu sung, IC điều khiển sung kim full đang là 1.9, 1.8. Đây, con xe này đang gặp vấn đề. Anh em nhìn thấy không? Vấn đề là ESM tối ưu đang cái riêng máy motoscan này là 0.800, 8.3, 8.2 dao động. Thì con xe này đang có vẻ hơi bị hao xăng. Thì O2 nằm trong giải thì ESM sẽ gì? À, gọi là bù đắp. Ê. Và cái này nó sẽ đang giảm. Đấy, ECM lúc này đang tú u. Đấy. Nó đang là gì? Nó đang điều khiển tín hiệu xung ngắn lại. Đấy. Anh em hiểu không ạ? Như thế này là hao rồi. Hơi hao. Thì lúc này ECM có thể nó tú u là nó có thể là giảm tới mười mấy phần trăm ấy. Rớt số hàng 8 này là nó phải là trừ tới 10, khoảng 10, mười mấy phần trăm, trên 10%. Để chúng ta cứ hiểu nôm na là vậy thôi. Thì lúc này thì oxy nằm trong giải, thì ECM nó sẽ điều khiển cái tín hiệu xung, nhịp xung, xung ngắn lại, khoảng còn chấm 7, chấm 8, chấm 9. Nhá. Đây, nhìn vào đây. Một xe rất mới chẳng hạn như vậy. Rồi, chúng ta đơn giản cái này Tuấn mô phẩm đi qua một chút xíu. Chúng ta sẽ kiểm tra là gì? AF. Rồi, chúng ta coi tỷ lệ hòa khí. Rồi, nhạt. Đấy. Nhạt. Thấy chưa? Motocam này đang báo ở trạng thái là nhạt chẳng hạn. Đấy. Máy này có mấy triệu, anh comment cho em tặng nhóm học online luôn nhá. Rồi, chúng ta sẽ coi ECM hiệu chỉnh. Ồ, một con xe SH nó khá là mới như thế này, khách hàng mang vào ở trạng thái hơi hao xăng thì ECM nó đang hiệu chỉnh, giảm. Còn bên này nó thiếu nhiều nó sẽ bị bù, còn cái này đang cắt giảm, nó trừ tới 17%. Như thế này là không ổn, chạy được nhưng không ngon. Anh em hiểu không? Bởi vì con xe mới, ECM nó hiệu chỉnh quá nhiều ở trạng thái cộng trừ. Cái này là đang trừ. Trừ nó khá là lớn, tới 17-18%. Cho phép của nó nằm trong cái tiêu chuẩn của nó thì cộng trừ 8% đổ lại. Là con xe này rất chi là tốt. Càng ít bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, nhưng con xe này nó giảm khá là nhiều. Đấy, chúng ta thấy không? Rồi anh em nhớ lại. Đó. Thì một con xe ECM đang tối ưu nhiên liệu, cắt giảm tín hiệu xung kim phun, hiểu nôm na như thế thôi, tới 17-18%. Thì theo anh em phải kiểm tra cái gì? Khi một con xe khá là mới, ví dụ con xe chạy khoảng 1.000, 2.000 hay 5.000, trừ khi con xe bị lỗi, còn bình thường nó không thể nào có hiện tượng này xảy ra được. Chúng ta hiểu không ạ? Đây, ví dụ một con xe này mình đang mô phỏng cho cả nhà. Thế lúc nãy mình chưa dạy hết, bảo con xe này thông số chuẩn. Chết, nãy mình bảo nó chuẩn hết. Sai đấy. Đấy, đâu có dễ ăn được tiền Tuấn đâu, đúng không? Con xe này cho phép cho anh em con xe này chạy ngàn cây. Quay clip của mình về các bạn chỉ biết là đó là đúng thôi. Bởi vì chúng ta phải có qua có lại. Thà live stream như này mình chỉ luôn. Ví dụ một con xe chạy ngạp, nó xảy ra sự cố như thế này. Mình đang mô phẩm cho xe SH nha, của khách hàng. Trong tương lai chúng ta sẽ gặp, chuẩn bị gặp đầy đầy ngoài đường luôn. Gặp đầy đầy một con xe chẳng hạn mới kít thế này mà hơi đậm xăng. Đúng không? Là con ECM, là con IC đang cố gắng nó kéo. Đấy.
nó gắn trên đôi vai khá là nặng nề, nó như kiểu mà nó phải trả một cái món nợ, nó đang gồng gắn trên vai ở trạng thái vay tiền, ở trạng thái lãi suất cao. Vì lãi suất thấp như kiểu ngân hàng thì không sao. Đấy, lãi suất này một người trả nó khá là cao, nên nó đang phải cố gắng gồng gắn đôi vai khá là nặng. Ngày đi làm cái gì kiếm tiền để nhanh tới tháng trả tiền lãi. Còn tiền ngân hàng thì 1 tỷ có thể 7 triệu. Vay ở ngoài thì 1 tỷ nó phải rơi vào khoảng mười mấy 20 triệu. Ví dụ có điều kiện thì vay ngân hàng 1 tỷ 7 triệu lãi suất hàng tháng. Còn vay bên ngoài thì bèo gì thì anh em phải trả số tiền phải 15 cho tới 20 triệu tùy theo bạc. Khá vất vả. Thì gắn nặng trên đôi vai này khá là nhiều, thì theo anh em phải xử lý làm sao. Mình nói như vậy cho cả nhà dễ hiểu. Lúc này không cần phải tối ưu tối yếc gì. IC đang giảm cắt 18%. Rồi cho chúng ta đặt một cái comment. Thì chúng ta phải làm sao, con xe này anh em phải kiểm tra gì? Ở trạng thái ECM đang giảm tới 18%. Đấy. Anh em không bao giờ cần phải để ý cái thời gian full làm gì cho nhiều. Không phải là ở full 2 chấm mấy, 3 chấm là hao. Không phải là nó full còn 1.7, 1.8. Đó phải phụ thuộc vào tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra. Tín hiệu đầu vào phải nhờ vào những cảm biến. Đúng không ạ? Nó mới tính toán được ECM lúc này. Nó mới hiệu chỉnh. Bù hoặc là cắt. Hoặc là bù hoặc là giảm. Bởi vì tất cả thông số đều ok, oxy nằm trong rải, thì lúc này ECM mới tối ưu, mới giảm cắt cho anh em. Đó là người ta hay nói là ở trong cái vòng lập kín ấy. 12, 13,1, phải 7 trên 1. Đấy. Anh em hiểu không? O2 à? Rồi, Tuấn xin phép xin 10 cái comment của các anh ở bên dưới. Một con xe nó mới như vậy. Mới như vậy rất ít gặp, nhưng trong tương lai các bạn gặp khá là nhiều. Thì hôm nay sẽ là số lượng trên 100 người. Mình sẽ chia sẻ anh em một cách đơn giản. Thì tí nữa chúng ta sẽ nhìn thấy ECM nó sẽ tối ưu 7-8. Bởi vì sao? Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi, đơn giản đi. Một người bảo O2. Anh em nào comment hơn nữa không ạ? Anh em vào comment. Comment lại. Comment lại nha. Đấy, ở trạng thái ECM đang giảm tới 18%. Đó là trừ. Em lý là bị lỗi kim phun. Một con xe zin này để sản xuất bị lỗi kim phun thì khá là khó. Nếu một con xe zin chưa có thợ nào thay thế kim phun này thì rất là khó bị. Một con xe này ít, rất ít khi bị bận, trừ khi chuột cắn. Trong con xe chạy khoảng 10.000 đổ lại, 15-20.000 đi, bởi vì nó chuẩn không cần chỉnh. Nhưng cái này nó đang bị lỗi lầm ở đâu? Rồi, một người thì bảo comment là kim phun, em nghĩ bị kim phun. Rồi, cơ khí. Kim phun chấp hành cơ khí, cơ cấu kim phun, vân vân. Rồi, nếu anh em nào chưa hiểu, mình sẽ nổ máy. Và mình đáng lẽ mình like sớm hơn tí nữa là ngon. Bởi vì sợ nó khuya, nó phiền hàng xóm. Rồi, các bạn và anh em lại đặt comment. Yết, dẹt, oxy kê. Rất khó cho những anh em. Thì mình biết gì, mình chia sẻ thôi. Thật sự cái này rơi vào anh em rất khó trong tương lai. Trong tương lai, những con xe này tình trạng khách hàng gặp rất là nhiều. Trong tương lai vào ngày mai luôn cũng có thể gặp nếu anh em va chạm. Thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Reset. Tuấn khù khờ không hết. Xóa AD. Xóa AD. Đỗ Ngọc Trung. Anh Trung này cũng là một anh lớn có một tầm cỡ về FI. Em xin ăn cái comment. Em xin ăn một cái comment ở phía dưới. Thì rất mong anh em góp ý một con xe này, chứ không phải là đánh bang. Được chưa? Chia sẻ cho các bạn và anh em hồi giờ chưa gặp, nếu gặp phải chúng ta đập một phát xong.
Đập một phát xong. Rồi em đang để hai điện thoại ở đây và đang sạc bình và đang gắn con Moto Scan. Chúng ta comment cho nó ok hơn, đặt lại. Đặt lại được dịch tự động, đặt lại được dịch tự động. Đóng nguội oxy. Đóng nguội oxy. Rồi tiếp tục ăn. Rồi 104 người rồi, các anh góp ý nhanh, em sẽ chốt luôn cái bài này cho nó sớm, bởi vì em phải làm, các anh phải chờ khá là lâu. Chờ từ lúc 20 giờ hơn cho tới 21 giờ hơn. Nó rơi vào hơn 1 tiếng. Tuấn thông xin lỗi cả nhà. Mong cả nhà thông cảm. Đấy, chuyện ở ngoài ý muốn. Rồi anh em nào có chuyên môn cho xin cái comment. Cho xin cái comment. Ở một con xe ECM giảm tới 18%. Thay mới hết liệu có hết không sư phụ ha? Thay mới hết, không phải thay mới hết chỉ có mà chết tiền, ăn thêm ô tô. Đấy. Trong tương lai thì anh em sẽ gặp và gặp cái ban này thì khá là vất vả đấy. Nếu gặp người khách có một chuyên môn, người ta coi một cái YouTube, người ta bảo em ơi cho anh xem cái thông số ECM tối ưu như thế nào. Bây nhiều khách hàng giỏi mà vô anh em thợ mình chẳng biết cái gì cả. Rồi nào, kim phun boe, anh ơi cái này thay boe, anh ơi cái này thay kim phun. Em thay hết đi, em thay O2, em xoáy xúc bắp. Mẹ bảo xe tao thì mẹ mới len keng cái này, mày bảo xoáy xúc bắp hả mày? Xe tao chạy mới có 1000 cây và đánh vỡ mồm, anh em hiểu không? Trường Sơn Ứng. Thì hỏi anh em nếu gặp cái này thì chúng ta dùng Moto Scan nạp lại được không? Comment ở phía dưới. Được chưa? Trong tương lai anh em gặp nhiều. Trong tương lai chúng ta phải mua gà về nhà chúng ta cúng. Giống như kiểu hai bố con cậu lúc nãy phải mua gà về cúng. Chắc sẽ hết bận. Được không ạ? Chắc em phải dắt con xe ra ngoài kia tí, bởi vì nó khuya sợ nó nổ nó rền. Bởi con xe này nó nổ nó rền ghê lắm, bởi vì nó nặng. Em sẽ dắt ra ngoài kia một phát trời đẹp anh em đêm nay luôn. Rồi chúng ta sẽ là hơn 22 giờ kết thúc. Được chưa? Rồi em sẽ để dắt con xe ra ngoài luôn nha. Trời dần với anh em luôn. Tí mới công nổ máy chúng ta lại phải phân tích dữ liệu mà. Được chưa? Rồi dắt ra ngoài kia luôn. Khát nước ghê gớm. Đúng rồi, nhiều anh em yếu thì sau tương lai sẽ nó vờn cho thì chết. Còn khá là nhiều bạn bận nó hay nhá, hay lắm. Thầy Tuấn mà là túng thì mẹ nó ghê lắm anh em ạ. Cho ra ngoài cho quay cho đỡ rằn. Khuya rồi. Xe người ta giờ đi đổ rác anh em thấy không? Người ta đi đổ rác. Mình ở đây mình live stream. Dạ còn này. Nay mà mai mốt là lên mà nhờ fix. Mua cái bánh gì ăn phát em ơi. Rác cho người ta đi đổ rồi mà anh em thấy không?
đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao sương rơi lạnh. Ra ngoài này nổ tét. Hơi bị mờ nhờ. Thiếu ánh sáng. Ê, được rồi. Bật bật lát lên. Ơi, bật bật lát lên nhé cả nhà. Hơi bị tối. Cho nó khỏi rần những cái nhà bên cạnh. Rồi anh em coi thông số loát một phát nữa nhá. Loát một cái nữa đi. Được chưa? Nét rồi thầy, ok cảm ơn anh. Cái gì đấy? Của em à? Rồi nhiệt độ đá đạt tới cảnh giới rồi nha anh em. Rồi map. Xe này mở ra xoáy xúc bắp nó quán cho tét đầu. Đúng không? Xe này mày nạy ra mang đi xoáy nòng. Rồi, đây là sung của Kim Phun, cái này được vi xử lý hiệu chỉnh nó nhá. Đấy, sung. Ê, đây, chúng ta nhìn lại. Ô 2 nhảy khá là đẹp đúng không? Rồi, đang chết ở vấn đề này. Nhịp gà mấy cái. Chưa? Rồi cả nhà để lại comment. Để lại comment. Like chia sẻ. Thả tim đi cả nhà ơi. Rồi 22 giờ thiếu 18 phút. Đấy, vừa xem vừa nhấn cái nút này này. Mới chọn tim hình cười. Sao anh em không để lại comment nhỉ? Không để lại comment. Để lại comment đi anh em ơi. Để lại comment. Để lại comment đi anh em ơi. Để lại comment. Comment, comment. Rác ở đây, đổ rác. Rồi. À ép. ASM tối ưu. Nhấn like chia sẻ đi cả nhà. Hiệu chỉnh AF hả? À hiệu chỉnh AF. Ok.
trong thế giới hiện tại, cuộc sống người người chỉ biết làm, người ta không am hiểu. Có rất nhiều người cầm cái máy lên chỉ biết làm, không am hiểu, chỉ biết làm thôi, bởi vì không có người hướng dẫn. Nó khổ là ở vấn đề đây. Đó. Chỉ biết làm, ngoài ra không hiểu gì, chỉ biết làm và phải lấy tiền. Nhưng chúng ta không biết rằng nó có đạt được cái công suất không, đạt được cái lý tưởng như ở trong mơ không. Đấy, thì sau này cứ là thợ không biết, cứ múc rồi lại hành thợ lại yếu, thì cuộc sống này nó khá là khổ. Xe này kiểm tra rong gió xăng, anh Tuấn ơi, xe ở bị, xe không bị gì hết, kiểm tra xăng, kiểm tra rong gió xăng, đúng rồi, có thể là xăng này pha với nhớt, xăng này pha với dầu, vân vân. Xin chào Trường Sơn Ứng. Đấy thì cuộc sống này chỉ có chơi nhau thôi, rồi lại mang lại gánh nặng cho thợ khác, và cuối cùng tan nát hết con xe nếu chúng ta không am hiểu. Thì hôm nay mình sẽ remix cho anh em một cái khúc điệu tango như thế này. Thì cái này các bạn có mà chơi nát hết cả con xe này, mình dám đảm bảo không hết bận, nếu anh em chưa có người hướng dẫn, và đặc biệt chúng ta chưa có va, và đồng thời chúng ta ít am hiểu về hệ thống phun xăng điện tử. Chúng ta chỉ biết là hù ma dọa khỉ, chơi ví dụ nôm na như cậu lúc nãy, thì chưa đủ tầm để làm hệ thống FI hoàn hảo. Nếu thật sự một con xe rơi vào cửa hàng khác, người ta vô tình, người ta chỉ làm một cái khuyến mãi cho khách hàng, anh chị có thời gian rảnh em sẽ lấy thiết bị máy kiểm tra, chỉ cần như thế này, và một con xe khách hàng còn rất là mới, khoảng 1.000, 2.000 cây, đúng không, hoặc là 3.000, 5.000, 7.000, và người thợ đấy có chuyên môn cho khách hàng xem luôn cái thông số và giải thích luôn cho khách hàng. Dù khách hàng vào thay một lon dầu hoặc là vá lốp, nhưng người ta có thể chơi free, tư vấn nhiệt tình cho khách hàng ở trạng thái này miễn phí, làm con xe này về ok, thì ắt người thợ đấy là có tầm và có tâm. Nhưng sau này người ta hưởng đủ bởi vì khách hàng tin tưởng. Phát đầu tiên có thể thay lon dầu tín 100 mấy, nhưng cái này người ta phân tích dùng, và khách hàng này có nghi ngờ đi sửa xe ở tiệm cửa hàng nào, làm cái gì đấy, lấy một số tiền kha khá, nhưng đổi để một con xe nó phải chạy ở trạng thái ECM hiệu chỉnh khá là vất vả. Anh em hiểu ý không? Đấy, thì đương nhiên cửa hàng khác sẽ mất khách và anh này sẽ có khách. Đó là cái cách để chúng ta chiến lược tư duy mang lại cái sự thành công hiệu quả trong cửa hàng. Tiền kiếm lúc này không kiếm, lúc sau kiếm, nếu các bạn có tư duy tốt. Xe này thì không hiệu chỉnh được AF, được chưa? Cái này sẽ dùng can và dùng bốc thì các bạn cũng không hiệu chỉnh được nó. Kết nối vào lại xe. Cái này không có chức năng hiệu chỉnh. Đây, chứ không phải các bạn cứ cầm cái máy là các bạn hiệu chỉnh được. Rồi, động cơ. Ở khi nào cho phép cái máy nó hiện thị lên là hiệu chỉnh AF? Cái này nó chỉ gọi là kiểm tra. Được chưa? Không có chữ hiệu chỉnh AF thì các bạn không có quyền tăng giảm trong này được. Kể cả các bạn kết nối với motor. Còn nhiều xe nào nó có hiệu chỉnh AF ở bên trên này là kiểm tra các bạn mới làm được. Chứ không phải là các bạn cứ có con máy rong các bạn cứ cả xe này hiệu chỉnh AF. Khi nào các bạn thuộc lầu được ở trong cái bộ đầu hoặc là bộ não, hoặc là các bạn in một tờ giấy xe nào hiệu chỉnh được, đó mới gọi là ok. Xe nào remap, xe nào mở tua được. Còn bây giờ không phải là nháo nhào, chúng ta cứ cầm cái máy chúng ta cắm vào. Cắm vào để chúng ta có quyền hù ma dọa khỉ. Đúng không ạ? Để hù ma dọa khỉ, che thắn che mưa gì đấy thôi. Chứ không phải là xe nào cũng có remap được, xe nào cũng có hiệu chỉnh được. Ok. Được chưa? Thì một người thợ bình thường, nếu khách hàng có nhu cầu bảo con xe này cảm thấy hơi bị sực xăng, khi các bạn nổ ga ti, đặc biệt nó sẽ sực xăng ở trạng thái khói bô,
Không tin anh em cứ thể sau tương lai anh em sẽ gặp, anh em sẽ nhìn thấy. Để nổ ga thì chỉ đương nhiên sẽ sực sang sống. Oxy sẽ là gì? Chúng ta hiểu nôm na, oxy sẽ là đo lường được cái oxy thừa hay là thiếu nằm ở trong cái động cơ thải ra. Nên chúng ta nói oxy nó khá là nghe, nó cảm thấy khó hiểu. Chúng ta cứ hiểu rằng, nó đo được sang thừa, sang thiếu. Đơn giản thế thôi. Và nó sẽ gửi cái giá trị điện áp về con IC, đó là tín hiệu đầu vào. Nhưng oxy phải nằm trong rải thì SM mới hiệu chỉnh được. Còn oxy nằm ngoài rải thì vô phiên vô phép. Anh em hiểu không? Rồi thì lúc này thì các bạn có gì? Ở nhà các bạn có con sờ mất tun chẳng hạn như vậy. Con sờ mất tun. Thì các bạn thử làm một cái phép như thế này. Coi nó có ok không? Ok thì các bạn thành công. Không ok thì các bạn sẽ đi xử lý. Đi kiểm tra. Rồi clip sau thì mình có thời gian mình lại chia sẻ cho anh em một phát phát nữa. Clip này nó hơi bị ngắn. Rồi clip sau thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tiếp tục phân tích để cho nó chuẩn, không cần chỉnh nha. Rồi thì cái này thì đương nhiên cái bản full này, full này thì mình nói luôn cho anh em dễ hiểu. Full này ấy, mình bán cho anh em mình phải có trách nhiệm. Cái thứ nhất là anh em mua máy, cái thứ hai là phải mua cái tên của tay ga Đình Tuấn. Chứ đừng như kiểu bố con cậu lúc nãy thì phải mua cái xe này phải soi cái gì mã vạch thì chưa đủ tầm để nói chuyện với Đình Tuấn được. Điều đấy có thể ngày mai lên không bán luôn, được chưa? Dám đàng hoàng như vậy. Và mua con xe, mua con máy Đình Tuấn phải có sự trách nhiệm hướng dẫn với các bạn, đó là quy luật của Đình Tuấn. Còn mua con xe để tặng quà hoặc là bớt cho anh em vài đồng bán luôn chia tay là chuyện bình thường, Đình Tuấn dư khả năng làm điều đấy, thấy chưa? Đấy thì anh em có cái máy này bản full thì chúng ta sẽ vào cái free map đấy, được chưa? Hoặc là cái bản tiết kiệm 8,5 triệu chuyên để free map và op key ở trong SMID thì các bạn cũng làm điều đó đấy. Rồi các bạn sẽ làm một phát ở trạng thái về map gốc. Rồi chúng ta chờ xem giây lát, chưa cho nó kêu tít tít. Rồi hoặc các anh có thể sử dụng cái con này đó, với Đình Tuấn bán tất cả thiết bị máy đều tặng cho các bạn nhóm học online. Đó, thì hy vọng rằng anh em kiếm được nhiều tiền, sau này có muốn học cái gì thì các bạn chỉ cần nếm thêm một chút xíu 500-700 ngàn, đúng không? Cho Đình Tuấn uống nước. Đấy. Người 500 thì 10 người 5 triệu Đình Tuấn cũng chẳng giàu được đâu. Nhưng anh em muốn có kiến thức thêm thì các bạn phải nổ tài khoản thêm vài trăm nhé. Kiến thức các bạn cứ muốn lấy mãi mãi mà thì không thể nào có cái miễn phí được, 200 hoặc là 500. Đó là cái quy luật để chúng ta sống cho nó bền. Còn trách nhiệm Đình Tuấn bán máy thì phải hướng dẫn cho các bạn về hút xăng điện tử hết. Anh em chờ nó tít tít xong. Tít tít này là đang map lại. Rồi, trong cái lúc mà remap tít 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 thì mình quay lại chia sẻ với anh em. Không phải là một người ở đẳng ở trạng thái lớn tuổi, ở trạng thái bằng tuổi bố, tuổi chú, tuổi cha mình, chưa chắc người ta đã thông minh hơn mình. Có thể là người ta bằng cái tuổi cha mình, bố mẹ mình, nhưng cái sự người ta va chạm nó ít. Thì với Đình Tuấn thì anh em nãy biết cái câu chuyện lúc nãy rồi, chẳng qua có anh em mình không muốn bẻ nhiều. Không có anh em lúc nãy mình sẽ có một câu nói nó khá là hay. Nghe thì người ta phải lấy là sợ. Luôn luôn thích. Bởi vì chúng ta phải xử lý nó nhanh trong cái câu chuyện. Thích xem bói, coi giờ, ok, mình cũng mê tín. Mê tín. Mua máy thì phải xem giờ thì tôi mới mua. Em đây cũng vậy. Bởi vì nhiều lúc mê tín quá,
mê tín có mê tín dị đoan, nhưng cái gì nó vừa phải, không nên mê tín quá. Có ông nào xem bói bảo tôi bao giờ chết không? Hay là bản thân ông xem bói, ông xem ngày giờ, ông sống được bao nhiêu tuổi không? Không bao giờ có. Đó là cái quy luật có mê tín, có mê tín, nhưng nó phải là vừa phải. Nó như kiểu mà chúng ta đánh cờ bạc, đánh đề, không có nghiện, chơi cho nó vui, chơi giải trí, nó mới gọi là ok. Chứ ở đây không thể nào, nãy Tuấn diễn một câu chuyện nó khá là hay, không cười nó tỉ mỉ, nhưng lúc nãy gặp anh em mình mới sặc cười, để đến Tuấn cười nó khắc, rất là khó trong một câu chuyện. Đó là trong cuộc chơi, có thích để diễn thì để tiến, diễn tới sáng. Đồ nghề đây thích thì cứ khui ra, ngày mai ăn bọc lại cho. Còn để mua một cái máy, cậu ấy làm thợ ngay ở dưới này, dặn không biết thì lên thì Tuấn hỗ trợ chuyện bình thường. Không phải là ngày ai cũng lo kiếm tiền, bản thân mình cũng phải là kiếm tiền. Mình lo cho mình kiếm tiền, nhưng mình không biết lo cho người khác phải vứt tối. Cháu nó dặn, lên kèm nó rồi. Không làm sao mà kèm được, bán cái máy được bao nhiêu tiền, cho nợ nữa phải kèm, còn bao nhiêu công việc. Không cả, ban ngày thì được, ngày vừa ship hàng, anh em thợ ở đây nó dặn, không biết nó chỉ. Đó là chuyện bình thường. Đó là một người phải hiểu biết thì mới có một cuộc sống tốt. Lần sau gặp mặt nó mới có cái nhìn hoặc là cái rút free. Nó đơn giản như anh Khôi Nguyễn ở đây này, anh ở Bình Định. Anh làm một phát hai con máy khi anh ở cái tuổi. Bất kỳ lên anh em muốn giúp cái gì, nó nằm trong tầm với, không bao giờ gọi là lấy tiền. Dám đảm bảo luôn. Chứ không phải là anh gặp một ban khó, tới đây tôi hít một phát tôi lấy anh em vài xị. Đó là một người cảm thấy ok, mình khoái thì mình free thôi. Còn thật sự một người không khoái tới đây nó đủ thứ bận. Trên đời nó là thế. Bận này cảm thấy dễ nhưng nó cuối cùng thành là khó. Nhưng cuối cùng nó đâu vào đấy. Đó là cái quy luật trong cái cuộc chơi và cách sống. Bản thân tôi ở đây thật sự một cái VVD tôi bán ở ngày hôm qua. Tôi làm con chip S3, tôi nhờ cái thằng này, nó nói tôi một xị. Tôi đọc ra rồi, tôi không còn có VVD nữa, bán công nghệ mà hết. Bởi vì anh em cần rồi tôi phải bán. Nó tới, nó cầm cái máy, nó ra, nó bảo lấy một xị. Tôi bảo giữa tôi và ông khá là thân. Ông lấy vài chục uống cà phê, ông lấy xị. Một xị đưa đi về luôn. Không cần nói, ra một cái vứt con chip luôn. Con chip mua mấy chục ngàn rục luôn. Không thích. Rồi hôm nay không dạy vết ba, lần sau dạy bù anh em, dạy xe khác. Đó là cuộc chơi. Ra kia cầm vít vít xong mày cầm cái máy đưa anh cái má rồi anh em vui vẻ ở Tuấn ơi tao lấy mày 50, tao viết cho mày cái má vào xong chăm nha, làm không? Nó bảo chăm làm không, đàng hoàng thì làm cũng làm thôi. Vít đó quy luật, anh em hiểu không? Có thể đôi khi là mình mất 100 ngàn về nhà mình kiếm được 1 triệu, nhưng đôi khi khỏi cần kiếm 1 triệu. Đó là cách sống và cuộc chơi. Tiền hôm nay không kiếm thì ngày mai kiếm. Cái quan trọng sống phải chất. Đó, đó là cách chơi và cách để chúng ta sống. Còn để Đình Tuấn mà hành mà để mê tín ấy. Rồi xong rồi. Thế thì lúc này các bạn và anh em chỉ cần cái gì? Chúng ta tắt khóa điện và chúng ta mở lại là xong. Được chưa? Được chưa nào? Chúng ta mở lại cái là xong. Thì lúc này anh em cũng có thể dùng con sờ mắt tuôn này bắp gốc. Con này bán hơn 8 triệu. Được chưa? Cũng tặng anh em online luôn. Cái này thì lại đơn giản hơn nữa, vào Honda không cần phải chọn remap, bởi vì cái này nó sinh ra để remap tool. Honda chúng ta chọn ACG, anh em cũng thể chọn lại bình thường. Rồi được không ạ? Đó, anh em lại chờ nó tít tít chẳng hạn như vậy. Cái gì anh Hoàng Hạc ơi, em chuẩn bị làm thầy bói cũng được rồi đấy. Đó.
tít tít tiếp tục. Trong quá trình đang chạy, các anh lỡ may tụt cáp thì cái này các anh ít để rủi ro. Khi làm chịu khó siết mấy cái cáp này lại vừa phải, đừng có siết chặt, siết làm sao nó không bung ra được rồi, để cho nó ren lại cũng được các bạn. Và anh em không cần phải gồng, siết nhẹ nhàng lại để cho cái này nó ít rơi ra thôi mà. Đấy, nhiều anh em cố gắng siết bịch cho con ốc này, bởi vì đồ này nó như đồ hàng mã ấy. Các đồ anh em cũng nhẹ nhàng lại một chút, kết nối ok. Còn lỡ may nó tụt hoặc là tắt nguồn như thế này thì lúc này đang ở trạng thái ECM đang ngủ, ngủ thôi. Và mình đã hướng dẫn cho anh em có hai cách ngủ, một là ngủ, hai là ngủ luôn. Giống người mình, một là ngủ sáng mai dậy, hai là ngủ vĩnh viễn. Vĩnh viễn thì vít rồi, ngủ sáng mai dậy là ok, thì chắc anh em sẽ hiểu ha. Rồi nó sẽ mất hệ thống FI, thì lúc này chúng ta lại nhẹ nhàng vào chọn Honda. Ít để tình trạng này xảy ra, lỡ may xui rồi, trên đời chẳng có ai biết được điều gì. Có bao giờ thằng nào bảo làm map, bảo cái file này không bao giờ chết không? Xui, bởi vì cái linh kiện điện tử chúng ta không bao giờ hiểu được nó. Bản thân là chúng ta còn chưa hiểu được nhau, chứ huống chi là linh kiện điện tử. Nên chúng ta phải hạn chế ở trạng thái map. Rồi, tiếp tục. Đấy, anh em lại đặt xuống đây, chờ tít tít. Đấy, hạn chế. Đừng có bảo nghe trên mạng bất kỳ thằng nào thả lập, nó bảo ở con này vứt thoải mái không chết, đen chết, xui chết, không biết điều gì. Tất cả nó bằng linh kiện điện tử. Đến lúc nó chết, nó sẽ chết. Không có nào tài giỏi cả. Nên các bạn và anh em hạn chế ở trạng thái tụt rắc. Nhiều người người ta ký, người ta bảo khi đang nâng cấp phần mềm vui lòng không đụng không sờ. Đấy, nhiều người không biết là tắt khóa và rút ra, nên nhiều người người ta làm cái bảng gọi là sự cảnh cáo, gọi là cảnh báo chứ không phải là cảnh cáo. Cảnh báo giống như đi bơi vậy, chỗ này sâu người ta phải làm có cái bảng, người ta phải luôn luôn nhắc nhở đoạn này là nguy hiểm nên chúng ta phải quay, thấy chưa? Còn hệ thống FI này nó rất nguy hiểm, không biết điều gì, bởi vì chúng ta sẽ không nhìn thấy, không nhìn thấy để chúng ta tránh né, nên nó rủi ro rất là cao. Biết là nó không chết nhưng nó đen, nó rất xui. Rồi mai em sẽ live stream bán hàng, anh em ủng hộ nhá, giờ nó khuya quá rồi. Ờ thì anh em lại coi lại thông số chứ. Đúng không? Phim nó còn dài mà cả nhà. Phim có nhiều tập. Giờ còn sớm mà anh em, chút xíu nữa chúng ta ngủ nhá, thức tí nữa đi.
sắp xong rồi mà anh em, 2-3 phút, đúng không? 2-3 phút tới đâu, đúng không? Đấy, anh em nào có máy khác thì chúng ta chơi con này. Và chuẩn bị ưu đãi cho anh em có một con MST bản mở tua luôn, giá rẻ 2 ngày nữa. Có con MST giá rẻ mở tua Smoky, có cái dây chẩn đoán đa năng luôn, mua 500-600 ngàn gì đấy, giá hợp tình hợp lý cho anh em luôn. Về nhà remap để trở thành không đồng, được chưa? Chứ không phải mua máy về nhà cúng con gà, làm con xe nổ máy, thắp 3 cây nhang, con xin lại ông tổ nghề xe phù hộ cho con remap nhiều, không có đâu nhá. Nó dễ như vậy thì ai cũng mua gà cúng hết, mua lần chục con hết rồi, thắp một lần 30 cây nhang luôn, một con gà 3 cây nhang, 10 con 30 cây nhang. Khấn. Con xin hôm nay con cũng là ngày đẹp, ngày đẹp trời, con đã mua được cái máy remap, chuyên remap mở tua, giá 18.800. Hôm nay con cũng có lòng thành làm gà, rượu chè, nhang khói, bánh kẹo, hoa quả, con thắp nhang, con xin lại thánh thần ông tổ nghề sửa xe phù hộ độ trì cho con. Hôm nay ngày đẹp, tháng đẹp, giờ đẹp, con xin ông phù hộ cho khách thật nhiều vào để con remap mở tua. Còn nhiều lúc lẩm bẩm trong mồm remap mở tua để đúc bàn thờ. Chết, mua máy phải coi thầy chứ. Rồi lúc này xong. Rồi tắt. Chết cha rồi, bình này muốn hư rồi cả nhà ơi. Bình này rất sạc, chút xíu là không chi nghe gì hết. Tình nhiều khi không mà thấy, tình nhiều lúc thấy như không. Bữa nay lấy máy Tuấn chả nói. Sao bữa nay lấy máy không nói anh? Ông tổ cái sửa xe tên gì thầy? Trần Vĩ cái đứa. Ê, trầm bậy, trầm bậy, Trần Mỹ ơi, chết đấy nha. Không đùa mấy cái đó đâu, chết đấy. Ông tổ về xe chúng ta phải tôn trọng chứ. Thấy chưa? Nó nằm ở cái 900 này. Cái này mà nẹt ga một mấy cái là ngon nha anh em. Ơi. Rồi. Cái này nẹt ga một phát nữa là ngon, chẳng hạn như thế, được chưa? Rồi, né nó nằm ở cái giải 800, giờ lên 900. Con này bữa nào sẽ làm thêm một cái nữa. AF. Rồi.
nhẹ hơn được 8, 10 luôn. Thấy chưa? Lúc này SM hiệu chỉnh nó chỉ có giảm trừ 7-8%. Cái này ra chạy nẹt ga một phát, về nhà chỉnh thêm một phát nữa, chuẩn không cần chỉnh. Rồi, đơn giản các bạn lấy tiền. Móc của nhập của Mỹ này, móc ba lô Mỹ này. Thấy chưa? Cái này nằm trong tiêu chuẩn nha. Rồi, bữa nào anh em trong khóa học giải thích sâu hơn tí nữa. Like, chia sẻ, thả tim đi. Móc ba lô Nhật này. Trong cuộc chơi nó luôn luôn là như thế. Kẻ mạnh luôn luôn thắng kẻ yếu. Đó là quy luật. Đúng không anh Mô Tô Tuấn Thảo? Đó là trong cái quy luật. Không ai cho ai điều trị. Không ai tặng ai được cái gì. Nó luôn luôn có qua có lại và nó toại lòng nhau. Rất may mắn Điền Tuấn được gặp toàn thể anh em. Và anh em được gặp Điền Tuấn, nó đa năng, đa dạng. Cố gắng làm, nếu còn sống, ở cái tuổi nhất 40 nghỉ hưu. Được không anh em? Nghỉ hưu. Thế thôi. Thì luôn luôn cảm ơn tất cả anh em luôn đồng hành. Có tất cả anh em mua máy sản phẩm, mình ưu đãi như vậy. Nó chưa xứng đáng với anh em thì anh em cứ lên tiếng. Để chúng ta dễ sống, dễ nói chuyện. Dù chúng ta là ở phương xa, nhưng thật sự chúng ta muốn gặp nhau nó cực kỳ là dễ. Nó như thế này sẽ gặp nhau ngay. Chúng ta muốn gặp nhau, chúng ta hẹn một cái giờ, cái like chúng ta lại gặp nhau. Ở cái cuộc sống là vậy. Và một Tuấn bình thường, trong tay chưa có nhiều tiền, nhưng đảm bảo cách sống và cách làm, nó phải sự là đa năng. Đa năng để xoay chuyển cái tình thế, nó xảy ra bất kỳ lúc nào nó ập đến, và cái cách kiếm tiền đó. Thì anh em hãy chịu khó đi, chúng ta còn nhiều cái để học, khá là nhiều. Bản thân đây thì Tuấn luôn luôn phải ngày ngày phải học, kể cả nhiều lúc nhá hứng phải nổ lên nhiều con xe, làm đủ các trò chơi để cảm nhận được nó sai lệch như thế nào ở trong cuộc sống. Thì anh em làm nghề, có nhiều anh em có tay nghề, anh em giỏi, thật sự làm con xe đôi khi chẳng cần phải đụng chạm cái gì nhiều. Nhiều con xe thật sự, nhiều con xe thợ tới mình chẳng cần phải làm gì nhiều, mình muốn làm thành công, không cần phải thay thế nhiều. Cái này là chỉ là cái mẹo nhỏ, lỡ thợ chơi nhau trong tương lai, máy móc bữa nay ra nhiều, người ta không hiểu, cứ vậy người ta nạp, cứ vậy người ta chơi, chơi hết mức, chơi quá nó sẽ thành lỗ, chơi quá nó không hay. Nó đơn giản mà rượu vào thì lời ra. Đúng không? Đấy. Rồi em sẽ thông báo khóa học, chắc cuối tháng này sẽ làm một phát nữa, kéo dài trong vòng khoảng chục đêm tiếp. Còn anh em nào cảm thấy không phí đồng tiền, hồi giờ chưa được học, thì các bạn và anh em tham gia, cố gắng để phát huy. Tiền nó ít mà, nó rẻ. Những cái quan trọng chúng ta được gặp nhau, chúng ta được mang lại những kiến thức cho nhau, để cùng nhau phát huy, kiếm được đồng tiền nó vào cái túi mình, nhanh thì tốt, nhanh thì tốt. Bởi vì bản thân Điền Tuấn đây cũng vậy, hay bất kỳ một anh em nào cũng vậy,
thấy một người bạn mình xây một cái nhà, mình luôn luôn ao ước đẹp chứ, khoái xây một cái nhà làm cái phòng ngủ đẹp, giường, tủ, tivi, tủ lạnh, máy nóng lạnh, sắm hết. Nhà có điều kiện thì tháp gỗ, la phông, cửa, đúng không? Với cái đó mới gọi là nhiều tiền. Cầu thang, không có tiền nhiều thì làm inox, tiền nhiều thì làm bằng gỗ, sàn gỗ, vân vân. Xây cái nhà nó như một con xe, lăn bánh xe nào cũng lăn bánh được. Xây cái nhà để ở, để tú mưa, giá nào cũng có. Cái quan trọng nội thất ở bên trong, như một con xe thế thôi. AB cũng như SH, cũng đổ xăng chạy ga, nhưng chạy nó không đẳng cấp bằng SH. Như một ngôi nhà chúng ta vậy. Ai không mơ? Bà Thái Yên thì Tuấn đang mơ. Chẳng nôm na ai cái ông mà công tử xe trong nhóm học online xây cái nhà như cái dinh thự. Trong cái thời gian đi xây nhà lại đi thi cái bằng, rồi về nhà mua xe watch. Đấy thôi. Còn cuộc sống giàu sang chỉ có người ta mới hiểu. Tiền hay nhiều người ta mới biết. Còn trước mắt mình thấy người ta ở nhà đẹp, đi xe sang, lấy được con vợ đẹp là nhất. Vợ đẹp đừng có phá, vợ đẹp phá thì vứt. Trong đời sống là vậy. Được không cả nhà? Đấy thì hôm nay câu chuyện nó thế thôi, chia sẻ nó chỉ thế thôi. Bởi vì cũng 22 giờ hơn rồi, nhiều anh em cũng vất vả nghỉ. Ngày mai thứ bảy thì khá là đông xe, bởi vì cơ quan cán bộ nghỉ, người ta mang xe tới cho các bạn và anh em sửa, thì chúng ta phải cần giữ sức. Tối mai Tuấn live stream. Rồi anh em nào hết hàng thì ủng hộ người món hai món cho nó vui. Được chưa? Ok. Khóa tới đêm 50k hay sao anh? Bây giờ anh Trương Ánh này, em sẽ giải thích một khóa 50k. Em kéo cho anh em một tháng thì sao? Một đêm 50k, 10 đêm 500k, một tháng ăn mất 1,5 triệu. Đúng không? Em hỏi anh Trương Ánh này, anh muốn một đêm tiếp tục 50k hay là một đêm 200k? Chưa bao giờ em dạy online như vậy, 10 đêm 500.000 cả, một đêm 50k, đúng không? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Đó là cái tri ân em mang lại 10 đêm cho anh em về FI. Nó không hết được. 10 đêm sao mà hết được. Thì bây giờ em hỏi các anh bây giờ muốn 50k hay là muốn 200k này? Cái gì nó cũng phải cho cái độ phê cho anh em. Chuẩn bị lúa. Ok anh Trần Mỹ. Chưa hết tóc được, bữa nay Covid anh em đâu dám đi nhiều đâu. Mệt. Chưa hết tóc được này, nó bồm sồm, râu ria. Mặt sưng 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 lên, mệt. Nó khá là mệt. Cuộc sống này luôn luôn làm cho con chúng ta phải mệt. Luôn luôn phải suy nghĩ. Không suy nghĩ thì chẳng bao giờ thành công. Bởi vì nó như thế này, không suy nghĩ thì kiếm tiền không được, nên chúng ta mua cái gì chúng ta phải so đo. Không phải là bóp giày nó mang lại tiền nhiều, bóp giày bóp mỏng chưa chắc đã hơn nhau tiền, tùy theo người xài đồng tiền. Không phải là để một cái bóp lên đây nó cộm mà nghĩ rằng giày trong ấy toàn tờ 20, 50, 100 nghìn, thì anh em phải đếm bao nhiêu tờ mới bằng tờ 500. Còn cuộc chơi xác định đi mua cái gì thì phải cầm tiền. Xác định đi mua cái gì phải cầm tiền. Nếu gặp người ngang thì người ta đuổi, còn gặp người ta chiều khách là chuyện bình thường. Tiền không có thì không nên giờ khá là nhiều,
xem thôi. Nhưng giờ giấc xem thì nó phải có cái giờ. Ờ. Không phải lúc nào cũng đi xem được, nó không phải là một cái siêu thị. Đó, trong cuộc chơi phải có tiền. Như cậu vừa rồi bảo có 15 triệu, hôm nay tưởng đủ, vẫn chưa đủ. Thì không nên hiểu quá nhiều. Chỉ lên chỉ nghĩ rằng học lén quay clip này đó là thông số chuẩn. Diễn cho vài cái, quay clip ngày mai về nhà bây giờ xem. Thì sai hết. Bởi vì các bạn không hiểu. Thì gặp người diễn cho các bạn không bao giờ hết tầm. Đó là hết tầm. Đúng không anh Khôi Nguyễn? Không phải là bây giờ thành công được như cái này mình chẳng. Đầu tư một dàn xe này anh em biết bao nhiêu tiền? Rất nhiều tiền. Và phải tiếp tục phải đầu tư. Dạy bao nhiêu khóa mới lấy lại tiền khoảng 2-3 con xe. Thì các anh nhiều lúc các anh phải thông cảm. Như khóa học vừa rồi em dạy số lượng đông. Em kiếm mấy chục. Đúng không? Để cho một người 1 triệu đi. Em trừ tài liệu ra còn được vài trăm người. 10 người có vài triệu. Mấy chục người chưa mua được con SH này, được nửa con. Đầu tư phải có lợi nhuận. Nhưng không phải là đầu tư vứt tiền ra phát, thu về ngay. Người ta phải bỏ khá là nhiều sức lực. Và cách diễn, đạt, truyền cho anh em. Nó phải hay. Bộ phim xem, mất tiền, nó không hay. Nó không sướng. Thì ngày mai không xem nữa. Không xem có nghĩa là các anh sẽ gọi lại tôi đòi tiền. Tuấn ơi, có thể anh chờ đợi bộ phim này nó dài khoảng 10 tập. Theo em đạo diễn và em diễn xuất. Mà anh thấy xem tập thứ 3, thứ 4 rồi. Anh thấy cảm thấy nó khóc sướng. Thôi bây giờ chuyển khoản lại cho anh đi. 1 triệu vừa rồi đúng không? Coi như anh trừ tài liệu 500 chơi đẹp với em. Em chuyển khoản là 500. Nhiều người anh em cảm thấy như vậy. Mình phải chấp nhận trong cuộc chơi. Ờ ok, nếu anh không hiểu. Em gửi lại 500, anh ra nhóm. Không có, em gửi anh 1 triệu tặng bộ tài liệu. Kèm theo cho anh chơi vui. Đó là cuộc chơi. Đầu tư dạy cho các anh phải hiểu. Đó là bộ phim chiếu diễn nó phải hay. Càng phút cuối nó phải càng hay. Thì đương nhiên các anh mới khoái được. Đấy, và cái sức của em bỏ ra. Em may mắn là được trời nó phú. Nhiều người bảo mày sao khỏe thế. Nói liên ngày làm liên tục. Cái cổ khô liên tục. Luôn luôn phải ngậm uống để cho nó thông. Nó mệt nhiều nói nó sẽ bị vấp lúng túng trong cuộc chơi này. Đó. Hay chưa cúng. Cái này là chuyện nhỏ. Gà nuôi lâu. Thằng này thằng đại tử ở đây mà. Nó học nghề ở đây ra mà sao thì Tuấn không hiểu được nhỉ. Nó mới làm con Vespa ngày hôm qua thì Tuấn chụp 3 con máy lên. Kiếm nó vài trăm mà tại sao không hiểu. Nhưng mình diễn nó phải hết. Gà nuôi trong chuồng ra mà không hiểu. Nó lên hợp đồng làm 2 năm. Nó mới làm được 6 tháng. Nó nghỉ. Thì gà nuôi mà không biết. Nè anh em cứ tưởng là khách lạ. Nhà nó ở đâu thì Tuấn sao không biết. Một thằng đại tử nào bước chân xuống đây thì phải biết bố mẹ là ai và nhà nó ở đâu. Nó làm tầm bậy cửa hàng này thì lấy ai mà nắm đầu nó. Nó đưa giấy chứng minh làm gì nữa. Nó chỉ cần ọ vẹ tới đây phát nhà nó được dọn gọn ngay. Dám đảm bảo như vậy. Bỏ tiền ra cho người dọn. Đó là quy luật cách sống. Để chúng ta làm. Rồi tại sao? Bởi vì ông già nó mê tín. Cúng liên tục. Nó rời tới 3 tiệm rồi. Cúng liên tục. Mê tín. Thì mình đẩy thêm vài câu cho người ta mê tín. Thế thôi. Rồi mày Covid này. Cũng mời Đình Tuấn xuống ăn để Covid à? Đùa tí thì người ta mua máy người ta cúng người ta phải gọi. Thì mình phải nói khéo chứ. Dịch bệnh này đi đâu? Phải kiếm tiền trên mạng. Trông con nhưng không kiếm.
lao đao đi nhậu, uống vào lại lời ra, lại ngồi remap đi, lại mở tour đủ các kiểu, khổ mệt chi. Rồi, thích lên đây ăn chiều nhá, rồi tìm thầy trò ăn du di cho vài đồng bạc lẻ, khó cái gì lên đây, nó nằm trong cái kiểm soát của anh, nó khó quá, bỏ tiền ra mà học, vào trực tiếp ở đây đâu phải là cứ mua máy tới đây trực tiếp là miễn phí được, cái đó không có nhá. Dạy nhớ những cái cơ bản phân tích dữ liệu, chứ không phải là oạt phát là cứ cầm cái máy lên đây, lên cái đây anh em biết rồi, mua máy vào trong ngày muốn được diễn khoảng 10 ngày anh em biết bỏ số tiền, rất nhiều anh em bỏ tiền ra khá là nhiều, chục triệu, ăn ở khách sạn phải 10 mấy triệu, nó mới lấy được tất cả những cái tinh hoa, những cái bài vở, những cái nội công được tu luyện thì lúc này nó mới ra hết chứ. Đấy, không phải là mang tới uống con gà cho chén rượu để nó nói ra hết thì không bao giờ. Thà là tình nghĩa anh em cảm thấy vui thì mình chia sẻ. Anh em hiểu không? Còn không có thế nào mà mẹ ông bỏ con gà mới làm bia Tiger. Để trong cái kinh doanh tôi kiếm tiền tôi làm ăn mà để chia sẻ hết thì có loạn. Thì nó báo hết. Phải bỏ tiền ra mua hết thì mới được kiến thức. Anh em đồng tình không? Đó. Chúng ta khóa học cố gắng kiếm tiền đi. Rồi tham gia với em chưa muộn. Sau tương lai có duyên gặp em. Hoặc là sau tương lai này mở nhiều cửa hàng. Lại có cảm thấy yêu mến em. Rồi em sẽ ra một khóa cho cửa hàng anh em đào tạo khoảng mấy chục anh em gì đấy. Búng nhà FI này chơi. Được không nào? Đấy, nó chỉ là thế. Thế thôi. Cuộc đời nó luôn luôn là như vậy mà. Sống sao phải tốt. Sống không tốt như một thằng ở quê như thì Tuấn này bán máy mẹ chạy. Ngày nay đi có 3 con. Một con sống một tour 8 triệu rưỡi mở tour. Lại Sài Gòn thiếu những người bán máy. Nhưng người ta vẫn khoái. Rồi. Một con lại đi Quảng Nam bản 4S. Một con lại đi Bình Thuận full R. Ba con kèm theo vài toa hàng chưa lên hết. Thế thôi. Khoái. Rồi tặng anh em bộ tài liệu nhóm học online. Chịu khó vào để ôn luyện cho các anh. Rồi chúng ta lại gặp nhau. Còn gì nữa? Không còn cái gì nữa. Một con vỡ nữa sư phụ. Một con vỡ nữa sư phụ là con gì? Thằng Trung mô tô này gửi rồi. Đời Đình Tuấn này hồi giờ nó mua xe. Chưa biết coi ngày. 13, 15, 24, 23 mua hết. Cứ miễn sao. Trong túi lúc nào có tiền. Miễn sao. Người ta có nhu cầu kẹt bán. Có ai đi bán xe coi ngày đâu. Mà nó hết tiền. Nó đánh sòng. Nó thua. Nó mới bán. Thì nó gọi bất kỳ lúc nào. Ngày xưa 11 giờ cũng mua xe. Có mà rằm mùng 1. Mày gọi ăn. Anh có nhu cầu. Mày tả thích thì anh mua. Tới coi được thì chồng tiền. Thiếu vài triệu. Ngày mai lên phòng công chứng. Đưa ăn mượn giấy chứng minh về trước. Sáng mai làm thủ tục. Gọi chú trước 30 phút. Tới đấy là tay ký. Đóng mộc xong. Trả nốt chú 10 triệu, chia tay. Đó là quy luật. Làm ăn nó phải nhanh như thế. Chờ để mua con xe. Để coi ngày. Thì thiên hạ nó ăn hết rồi. Mua con xe bốc biển số 49-53. Sợ chết bởi vì 49 đã qua thì 53 đã tới. Nó chết có mà tư quý thì cũng chết. Đấy, đừng có kiêng cử 49-53. Với tôi chẳng bao giờ tôi kiêng cử với điều đó cả. Sống hôm nay thì không biết ngày mai. Có mà tứ quý thì cũng chết. Nhưng nhiều người kiểu cả xài cái số tài khoản nó đẹp. Bỏ tiền ra mua vài trăm triệu tài khoản lúc mẹ nó có tiền. Ê, số đẹp nó cứ 77-77-99. Tài khoản kiểm tra tài khoản mẹ nó đâu đâu dâu ria được 5-700 ngàn triệu.
có tiền thì nên chơi, còn không có tiền thì chúng ta không cần. Đẳng cấp gì khi cái số tài khoản nó chẳng qua là cái cách để chuyển tiền, cảm thấy ok thì mua cái số cảm thấy nó vừa vừa dễ nhớ một tí đấy. Những cái sim điện thoại cảm thấy dư tiền dư giả thì chơi cho đẳng cấp, không có tiền thì chẳng cần đua, chứ không phải là mẹ số này ok mới gọi được. Tay ga thì Tuấn mà sim rác cũng gọi được, không phải sim VIP, anh em hiểu không? Nên cuộc chơi với Đình Tuấn là vậy, thế thôi. Chờ coi ngày thằng khác nó ăn hết rồi, chờ cúng được con gà mới làm cái bảng thằng khác nó remap, nó nẹt trước rồi. Bữa anh em có gặp tình trạng nào nhiều anh em nó làm bảng remap mà nó nẹt trước anh em chưa? Đó là những cái cửa hàng nó gần nhau, nó cắt nhau khoảng vài trăm mét đối diện nhau chẳng hạn như vậy, chưa có ý tưởng mua máy, chưa có ý tưởng lên tư duy làm bảng ngày mai nó nẹt. Nó nẹt thì bên này cứ nhìn thôi, thế nhìn bên này lại nhìn xa xa, cuộc đời gà hơn nhau tiếng gáy, chả vờ lấy con xe chạy thử, ai chả liếc liếc, mẹ nó mới bảo chưa kịp đầu tư máy nó lại làm cái bảng chuyên sửa xe phun xăng điện tử, remap trị hụp ga 100% cho tất cả dòng xe phun xăng điện tử, đặc biệt xe điện tử làm nồi bao bốc, thay đổi tỷ số truyền. Đọc chưa kỹ, tí lại vòng xe lại phát, thấy nó đang ngúi ngúi xuống hay nó ở trong nhà lại đọc thêm cái bảng phát nữa. Ai ra thế về nhà cứ dậy này, anh em gặp bao giờ chưa? Có nhiều anh em gặp rồi đấy. Đúng rồi, thì đầu tháng mà anh em làm cái gì, vì anh em mà không làm ăn gì liên tục mà thì chúng ta phải chọn cái ngày vừa vừa chút, không cần phải kiêng nể. Còn mà dân mà nó mua bán thì mua vào bán ra thì không cần, bất kỳ lúc nào ngả giá hai bên cho một cái thỏa thuận là múc thôi. Hiểu chưa? Còn cái bảng hiệu này có gì đâu, bây giờ anh em mình làm thợ rồi, mình đặt cái bảng remap, ngày nào chẵn mình làm. Mùng 3, mùng 5 gì thôi. Ê, mùng 2, mùng 4, mùng 6, mùng 8, ngày chẵn mình chơi. Đó, bởi vì mình là chơi ngày chẵn. Rồi ra ngoài kia 35, 40 ngàn mét in tôi. Bên này mét rưỡi, bên kia mét rưỡi, 3 mét, trăm mấy chục ngàn. Về thầy trò căng bạc, bắn vít, múc. Cái quan trọng là khách hàng vào tư vấn, chứ không phải đặt cái bảng remap là khách hàng nó chui về, em ơi remap, khách hàng có biểu biết cái gì. Ở quê người ta giữ kỹ đo đo con xe, dễ gì mà đụng vào, về nhà tư vấn. Ừ em ơi, con xe này của anh của chị chạy nó hơi bị hụp ga đầu, trời tiết bữa nay nó lặn, anh chị lên ga phải chờ một chút nó mới chạy, đúng không? Người ta đánh giá ngay thằng thợ này sau, em biết cái xe này như vậy. Và em là thợ mà, em xử lý quá trời nhiều. Em trị những cái dòng xe cho khách hàng rất là nhiều. Vậy em có cách nào làm được cho anh bây giờ không? Em sẽ ok. Đấy, còn khách hàng không làm thì mình phải tư vấn. Đấy, có cái đó là cái cách anh nói, marketing tư vấn. Vậy nhiều lúc nó khô hết cả nước. Chỉ chờ được cái à, hẹn em lần sau. Thôi bơm anh cái lốp. Hay là thay anh lòng dầu, lòng nhớt. Hay vá anh cái lốp. Bình thường. Đấy. Nhiều lúc tư vấn hay khách hàng là khoái múc 3 lít tít 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 trong thời gian vá lốp mới thay lông dầu cứ tít 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 tít. Ui giời, cái này này em làm cho anh hết hộp ga em lấy tiền, còn vấn đề em chạy lại chương trình cho anh chị xóa lỗi này miễn phí. Ui, đọc ra 8 cái lỗi. Ui giời, thế này bộ nhớ của anh chạy có vấn đề nặng phải xóa. Đâu em cho anh xem đây anh đọc quá trời lỗi. Đấy, bây giờ anh có đồng ý xóa không? Xóa thì em xóa miễn phí, không có thôi em chỉ cần nạp file thôi. Thôi em xóa đi, đây có chức năng xóa này. Xóa xong giờ anh có reset, có chạy lại luôn không? Em giúp dùm anh luôn, nhiện thể em nạp cho anh cái file mới vào. Em giúp anh tí. Các bố phải tư vấn, các bố vào thì lại cứ remap. Nay mẹ cúng gà rằm không hết thì ngày mai lại mùng 1 à? Rồi lại 16 cúng các bác cô hồn, lại gà với vịt, bảo con xin các cô các bác phù hộ chỉ cho con. Bữa giờ khai trương
chưa remap mở tua được xe nào. Đọc vậy, nhiều ông đọc như vậy luôn. Em xin chào thầy Hà Văn Trung. Đấy, đã nhiều không? Nó gọi là bản năng cơ. Phải bản năng trời cho duyên đến thì chúng ta mới thành công được. Cũng để mà thay đổi cuộc đời này thì chẳng có ông nào giàu, ông nào nghèo cả. Chẳng có thằng nào sửa xe cứ lèo xèo cả. Thằng nào muốn giàu lên đẳng cấp, mua cửa hàng to, trong nhà lúc nào vài bản nâng, mẹ lót gạch men, để live stream lên Facebook, biết tới mình là đẳng cấp. Có nào ở cái tiệm sửa xe lộp xộp tháng cũng 10 con gà cũng được. Rồi, clip live stream đến đây sẽ phép được tạm dừng. Chúc toàn thể anh em thợ máy giấc ngủ ngon. Bye 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 bye. Hẹn tối mai 20 giờ live stream, chia sẻ ít phụ tùng, cả nhà ủng hộ nhá. Khóa học này anh em vui lòng liên hệ. Số tiền nó hơi bị chát, nó không có 50.000 trong vòng một ngày. Đấy, anh em hãy cố gắng. Còn anh em nào thắc mắc gì hãy truy cập Zalo 0909 755 993, hoặc đồng thời gọi điện thoại trực tiếp: Tuấn ơi, khóa học này dạy cái gì, bao nhiêu tiền để anh chuẩn bị OCK. Rồi, để cho cái cuối năm nay cho nó vui vẻ, thành công, cho năm mới nó gặt hái được nhiều tiền. Đấy, tiền nhiều thì lại đầu tư cửa hàng, tiền nhiều lại đầu tư cửa hàng, tiền nhiều lại đầu tư đồ chơi. Khách hàng vào là chúng ta có đồ, chúng ta bụp. Ê, không bị ăn hắn. Rồi, đẳng cấp. Tiền vào nhanh lại có khách hàng giới thiệu. Xin chào bạn già Quốc Sơn, giờ tôi mới nhìn thấy bạn thì tôi chào bạn lần cuối. Ê, ok, alo bạn già. Ok bạn già. Ê, được không? Tôi hầu như nói như một con vẹt nói. Có ai ghét tôi không nhỉ? Nói nhiều có ghét không? Tôi nói nhiều mà không nói nhảm. Nói nhiều nó hay, nó mang lại cái kiến thức bổ ích cho anh em ấy. Còn anh em nào nghĩ tôi nói nhiều, nói nhảm, nói chẳng hay thì anh em lại chưa hiểu được ý tôi. Bởi vì phim của tôi nó nhiều tập. Còn phim của tôi ít tập, tôi diễn hết lâu rồi. Ngày ngày tôi lên tôi live stream cho các bạn thì tôi biết cái gì để nói. Nó hết mất. Được không? Chẳng có ai mà dạy nghề mà cứ live stream với tôi tối ngày như thế này, tôi lại dạy, tôi lại live stream như thế này. Ít lắm, Việt Nam ít lắm. Bởi vì nói liên tục, nó hết mất. Nó không còn gì để nói. Tôi mà chỉ vào các bạn về nhà thật sự không làm được nữa thì tôi cũng thua. Để Việt Nam thì chỉ các bạn chắc ít đấy. Bởi vì tôi đa năng, tôi là một người thợ đi lên. Và hiện tại tôi cũng là tiệm như các bạn và anh em, mà tôi cũng kinh doanh, tôi cũng mua bán đủ các kiểu. Nên đôi khi gặp nhiều thì biết nhiều, chia sẻ cho các bạn và anh em thế thôi. Không đồng mà không có mất tiền. Rồi, xin chào tạm biệt. 23 giờ thiếu, bây giờ về nhà pha sữa cho hai đứa con nó lại ngủ. Về nhà bây giờ phải pha sữa nó uống nó mới ngủ. Nguyễn Khanh, em xin chào anh trai nhá.